Mời Sơn Huân lên. Sư về đây thấy sao? À, không gian đây tốt ạ. À. Mỗi hôm qua là con đi đường nó xa, mệt. Hôm mệt thì mình nghỉ. Cơ thể của chúng ta là cơ thể vật lý. Trưởng lão mà đừng có hành hạ thân tâm một cách quá đáng. Nhiều người cứ ép sức để mong làm La Hán rồi cuối cùng khổ. Tu khổ đấy. Sư hôm nay về đây là Thầy Pháp Lưu muốn chia sẻ với sư để sư rõ thế nào là giới định tuệ. Chúng ta lâu nay chúng ta nó cái hiểu của chúng ta nó sai nhiều lắm. Nó tu nó bị kẹt đấy. Cho nên trưởng lão rất là chán nản. Trưởng lão thất vọng. Thất vọng cho tất cả chúng ta chứ không phải riêng ai. Cho nên sư về đây sư thấy mọi người, cảnh vật, con người yên bình. Tăng ni cư sĩ Phật tử hiền như cục đất. Người ta tu được đó. Cuộc sống đây nó an hòa là cái minh chứng cho mọi người thấy. Chứ Thầy Pháp Lưu đi nhiều nơi là nó không được như thế đâu. Nó không có cái ý thức tốt như thế đâu. Thế nên là mình phải hiểu ở đây là thế nào, tại sao ở đây nó được như thế này. Mà tại sao nơi khác thì nó lại cứ nháo nhào. Sư phải hiểu hôm nay nói cái con đường giới định tuệ đây để sư biết được. Để chúng ta không có thủ chấp. Chúng ta không có phá giới này. Không có gì bẻ cong giới, không có bẻ vụn giới, mà cũng không có thủ chấp giới. Chúng ta đi con đường trung đạo, không có chấp kẹt nữa. Chấp kẹt cũng chết, phá cũng chết. Chúng ta phải hiểu giới. Nếu hiểu giới thì chúng ta tu hành nó dễ dàng lắm. Có giới thì có định, có định thì có tuệ. Ta mà không hiểu là chúng ta cuối cùng đi chấp kẹt nữa. Hầu hết bây giờ chúng ta là chấp kẹt, chấp chặt ở giới. Ở đây là tu cái giới gì? Giới chấp thủ, giới hình tướng. Hầu hết là tu giới hình tướng. Thành nó biến cái giới luật của Phật thành giới cấm thủ, thành cái giới khổ. Giới khổ ở đây là mang giới đè lên đầu mình, hành hạ thân tâm mình. Trưởng lão mà đừng có hành hạ thân tâm mình một cách quá đáng. Cuối cùng phải thích khổ hạnh. Thích gì? Đem cái giới ra để hành hạ chính mình chứ không phải là đem cái giới ra để tu. Thế nó thành ức chế. Thành ức chế thì tu nó không xả. Nó đã không xả hết thì nó sinh ra như nhiều chuyện lắm. Có khi nó còn tăng thượng ngã mạn hơn cái người chưa tu. Có khi nó còn khổ đau hơn. Có khi nó còn bệnh tật hơn. Có khi nó còn phiền não nhiều hơn ấy. Nó còn tăng trưởng, nó còn mạnh hơn ấy. Thế chúng ta lý giải là tại sao những người tu theo trưởng lão Thích Thông Lạc rất lâu mà cuối cùng nó cứ bị ức chế, nó cứ bị bùng phát, nén nó lại thôi, nhốt mình vào nhưng cuối cùng nó có thành đạo đâu. Ở đây chúng ta phải có cái tri kiến hiểu biết về giới. Trước khi chúng ta tu tập chúng ta phải biết giới là gì, giới mục đích để làm gì. Ngày xưa ấy Đức Phật, ban đầu thì Đức Phật chỉ giáo giới thôi, giáo huấn thôi. Giáo huấn điều lành thôi chứ giáo Đức Phật những năm đầu, những đại đệ tử Phật là rất là có duyên. Toàn những bậc vương tôn xả bỏ danh lợi để đi tu. Thì Đức Phật không có chế giới. Thế sau này thì khi mà Đức Phật nổi tiếng rồi, người ta đến theo đông. Người ta đến theo đông thì trong tăng đoàn có những kẻ tham lam danh vọng, tham lam tiền bạc, gây bất hòa cho tăng đoàn. Thế Đức Phật mới bỏ lên núi 3 tháng và Ngài ở đó, Ngài nằm, Ngài hướng cái tâm từ giữ cho tăng đoàn yên ổn. Thế rồi Ngài mới về, trở về Ngài mới chế ra cái bộ giới luật. Cho nên cái bộ giới luật này nó hầu hết là nó trùng với lại cái lời giáo giới của Sa Môn Quả và Phạm Võng là cái chỗ này. Toàn bộ cái những cái gì mà Đức Phật nói về giới luật nó đều nằm ở trong Sa Môn Quả với Phạm Võng. Cho nên sau này rồi
Đức Phật chế giới luật để dạy con người rồi, dạy cái giới đức giới hạnh rồi, thì sau này cái vị đề bà Đạt Đa không hiểu, không hiểu thì chấp vào giới, chấp vào giới thì mới bắt chế thêm giới, đẻ thêm giới, đẻ cong giới, thế thì mới sa vào khổ hạnh, thì mới Đức Phật Bồ Tát đã từ bỏ con đường khổ hạnh mà tu thành Phật. Bây giờ cái vị này muốn bắt tất cả tăng đoàn là phải nghiêm trì giới luật, phải ở cả đời trong rừng ăn vật thô thực. Thế sau này thì Đức Phật mới không đồng ý. Phật không đồng ý thì cái vị này quấy phá Phật, nói là Phật phạm giới, Phật phá giới, Phật thế này thế kia. Phật cuối cùng là vị quấy phá, rủ các tỳ kheo ra đi vào rừng ăn vật thô thực. Ở đây là các vị không hiểu đã sa vào giới khổ, sau khi tu không thành đạo thì các tỳ kheo lại bỏ về. Cho nên nhiều rất nhiều lần mà Đề Bà Đạt Đa đã quấy phá Phật. Bây giờ sư phải hiểu thế này, chính vì cái nguyên do này mà có bộ giới luật, có giới luật cư sĩ, có giới luật sa di, có giới luật tỳ kheo. Giới luật tỳ kheo là để phục vụ cho tăng đoàn, giới luật sa di là phục vụ cho người mới tu để thành đạo, để xả tâm vô lậu. Cho nên tu 10 giới sa di là đã xả đến tâm vô lậu rồi. Nhưng ngày xưa cái thời Đức Phật đấy, sư không có thiền định, sư không có tuệ minh, sư không biết được cái cảnh thời Phật. Cái cảnh thời Phật là người ta tu sa di là chỉ tu 6 tháng thôi, có người 3 tháng, 6 tháng thôi, thường thường quy định 6 tháng. Người là cái tăng chúng là lâu 9 tháng thì người ta đã thọ giới tỳ kheo rồi. Thọ giới tỳ kheo có nghĩa là thọ cái giới tỳ kheo thì tâm đã vô lậu rồi. Tỳ kheo là người phòng hộ tu tập thiền định. Cho nên cái tỳ kheo là đã cái là cái người chứng quả niết bàn rồi đó. Đấy. Thế cho nên sau này cho cái quy định tăng đoàn như thế, cho nên cái người tu lâu tu nhanh thì nó tùy theo, nhưng mà vì cái quy định của tăng đoàn này mà người ta chấp chặt vào, nó thành ra cái đại thừa ngày nay Đấy. cứ tu lâu là thành đạo, là coi thành đạo. Cho nên có người, người ta ngày xưa có người 3 tháng, có người 6 tháng được cái hội chúng đó minh chứng, chứng minh bằng đời sống giới hạnh thì người ta đưa lên thọ giới tỳ kheo. Thế thì có nghĩa ở đây nó quy định theo cấp độ giới, giới ở đây là giới đức giới hạnh. Ở cái đức độ của, ở cái sự xả bỏ lòng tham muốn của một cái vị sa di đấy. Bây giờ tu 5 giới cư sĩ rồi tu đến 10 giới giới sa di. Người cư sĩ chỉ cần tu đến 10 giới sa di, không cần phải xuất gia. Tu đến 10 giới sa di, khi đủ duyên tu 10 giới sa di là tu tiến vào tu tập chánh niệm theo bát chánh đạo là đã tu thành quả A-la-hán rồi. Chúng ta đừng nghĩ cái quả A-la-hán nó là cái gì ghê gớm lắm. Tí nữa thầy nói cái chuyện cho sư hiểu là tại sao chúng ta bây giờ nó hám cái quả A-la-hán như vậy, nó tranh giành nhau cái quả A-la-hán như vậy. Mới thấy cái sức tăng thượng mạn, cái sức xả bỏ nó không hết của chúng ta. Mà chính nguyên thủy của chúng ta bây giờ mới là rối loạn, cần phải ổn định lại rất nhiều. Rối loạn từ trên, rối loạn xuống dưới. Cho nên chúng ta hiểu sai giới luật mà chúng ta tu là chúng ta chết. Chúng ta tu vào cái khổ hạnh chúng ta chết. Lại đi theo cái con đường của Đề Bà Đạt Đa. Cái hôm có cái ông thầy nhà chúng ta đấy. Ông ấy nói với thầy Pháp Lưu thế này. Ông Pháp Lưu nói ông Pháp Lưu tu xong, ông thử đến đây. Ông thử đến đây, ông nhập thất, ông độc cư nếu ông giữ nghiêm giới luật. Ông không phạm, ông giữ nghiêm giới luật. Thì chúng tôi mới công nhận ông. Một cái thói rất là ngã mạn ở chỗ này, khoe giới. Trưởng lão bảo tu thì đừng có khoe giới, tí nữa nói cái chỗ tu không khoe giới thế nào. Khoe mình giữ được bao nhiêu giới luật là quá, là dở hơi. Ở đây là cái sự cống cao ngã mạn, mà tu đây là tu tu trói mình. Thế cho nên nếu là một người ấy thì cũng không phạm giới luật, cái giữ cái giới luật đấy thì dễ thôi.
Ở đây sư biết là 10 giới sa di ở đây rất ít người phạm, mà người ta sống rất an hòa như vậy. Thế cho nên thầy mới mới trả lời cái ông ấy như thế này. Nếu ông coi được là vào thất mà giữ được nguyên vẹn 10 giới như thế, 250 giới như thế, thì cái chuyện đấy dễ thôi. Cái chuyện đấy dễ thôi, không khó khăn gì. Tôi sẽ đem vào đấy, tôi sẽ tìm một người chứng đạo dễ dàng, tìm một cái thứ mà chứng đạo dễ dàng, như như thầy nói. Tôi sẽ đem vào đấy một cục đá, đem vào đấy một cục đá, tôi gửi vào thất của ngài, sau 3 tháng ra cục đá ấy sẽ chứng đạo. Vì sao cục đá sẽ chứng đạo? Bởi vì cái cục đá này nó không có gì sát sinh, nó không có tà dâm, đúng không? Nó biết gì đâu, nó không có nói láo, nó không có trộm cướp, nó không có uống rượu, nó không có ca hát, xem ca hát, nó không trang điểm, đúng không? Cục đá mà, nó không có ăn phi thời ngủ phi thời, vứt nó nằm dưới đất thì nó nằm dưới đất, nó không nằm giường cao rộng lớn. Nó không cất giữ tiền bạc à. Nào, 10 giới sa di. Thế bây giờ thì cái cục đá đấy thì sau 3 tháng lôi ra thì nó chứng đạo ấy. Ngài muốn tôi vào như thế, nhốt mình vào thất mà tôi làm được như thế, đơn giản thôi, tôi cũng làm được. Tôi cũng làm được và cái cục đá nó cũng làm được. Thế thì bây giờ mà tu như thế là tu cái hình tướng, tu cái hình thức, chứ không phải là tu rèn đạo đức nhân cách. Nếu như thế thì ai cũng chứng đạo. Cho nên hôm nay chia sẻ với sư đây, sư phải nhớ là mình đừng có nghe ai. Những cái kẻ tham danh tham lợi, những cái kẻ lăng xăng phóng dật ngoài kia, rồi nói ra nói vào đặt điều, mình phải tin chính mình. Tin vào cái nhận thức của mình, tin vào cái sự giác ngộ của mình. Chứ đừng có tin ai. Đừng có tin những cái người nói ra nói vào rồi cuối cùng mất duyên với chánh pháp. Lâu nay trưởng lão dặn thầy như thế nào, dặn thầy ẩn cư ở đó, xứ Thanh nó như thế nào, thầy giữ gìn cái gì, thầy làm cái gì, chờ đến duyên như thế nào thì thầy cứ làm đúng như thế. Thầy đừng có ham danh ham lợi rồi tụ tập rồi chỗ này chỗ kia nghe người này người kia, nó mệt lắm nhé. Hôm nay đến đây thầy Pháp Lưu chia sẻ nốt cho thầy, để thầy đi nốt con đường cuối và thầy lập nên đạo nguyện. Chứ thầy có ra đây mà thầy có cúng thầy Pháp Lưu cả mấy hectare đất ấy, thầy Pháp Lưu cũng không muốn đâu. Bởi vì thầy Pháp Lưu chỉ muốn gieo cái duyên lành thôi. Chứ cái gì mà trưởng lão dặn thầy như thế nào thì thầy cứ thực hiện cho nó đúng như thế. Còn thầy Pháp Lưu chỉ là người trợ duyên, trợ duyên giúp đỡ và để mong cho làm sao chúng ta có nhiều bậc thánh tăng, mong cho các thầy làm sao hiểu, các thầy giúp đỡ được dân chúng, các thầy giúp đỡ được người lành, để cho cái chánh pháp nó cùng nhau san sẻ cái gánh nặng với nhau. Chứ bây giờ thầy Pháp Lưu cái gì cũng ôm lấy, ôm lấy cái danh thì khổ chứ chẳng được gì đâu. Thế cho nên chúng ta nói về cái giới luật là như thế này. Thế bây giờ không sát sinh, ăn chay, không sát sinh. Thế bây giờ không sát sinh để làm gì? Bây giờ chúng ta cứ nghĩ ăn chay thành Phật thì ăn chay thành Phật thì nó con bò nó thành Phật à? Đúng không? Thế bây giờ thì cứ chấp vào. Đúng là người tu thì phải không sát sinh, phải ăn chay thanh tịnh để không tránh cái họa mạng cho chúng sinh. Thế nhưng mà con bò nó ăn chay nó cũng thành Phật. Nó phải có cái chi kiến của nó ở chỗ này chứ. Nó phải có cái pháp hành của nó ở chỗ này chứ. Thế bây giờ các ông cứ mong giữ chặt giới, ông cứ nghĩ là ông giữ giới chặt, thế ông giữ giới vì ông tham chứng đạo mà ông giữ giới, chứ có phải ông tu dư để thành đạo đâu. Ông tham chứng đạo mà ông ăn chay chứ. Đây là cái giới cấm thủ, giới tham. Mà giới tham này thì là giới khổ à, nó ức chế, nó thèm muốn, nó không diệt được. Nó không diệt được cái tham sân si đi. Thế bây giờ thì ta giữ giới để làm gì? Cái câu chuyện mà thầy Pháp Lưu kể cho sư nghe đây là hoàn toàn sự thật. Các thầy không có nhìn thấy cái cảnh Phật nó như thế nào, nhìn thấy hình ảnh Đức Phật ra sao.
nhìn ảnh các tỳ kheo tăng chúng thời xưa như thế nào, chứ không có hiểu cái con đường tu đạo Phật nó là cái gì, giới định tuệ nó là cái gì. Cho nên ở đây là cứ nghe bên này nghe bên kia, chấp ở bên này chấp ở bên kia, rồi đi phỉ báng này, có khi phỉ báng sai. Cho nên ở đây này chúng ta hiểu cái chỗ này nó là như thế. Thế bây giờ thì cái giới nó là để làm gì, giới nó để làm gì, chúng ta phải có cái chi kiến giới luật. Chứ bây giờ tham chứng đạo, tham làm la hán mà giữ 250 giới có thành a la hán đâu. Sư ở trong tu viện sư biết không, có ông giữ 250 giới suốt ngày khoe giới, ta giữ giới giỏi nhất tu viện đấy. Bây giờ thì khổ rồi đó. Khổ rồi đó, không thành đó, sân hận đó, tan tác đó, bại thân bại danh liệt. Làm sao, sao giữ 250 giỏi nhất tu viện mà bây giờ lại không thành đạo là làm sao? Vì ông ta tham chứng quả a la hán, ông ta chấp vào đó, ông ta nghĩ là giữ 250 giới thế thì là thành Phật, cho nên ông ta mong chứng đạo, tham chứng đạo mà giữ giới. Ông ta tham, hầu hết là tham chứng đạo mà giữ giới. Cho nên là khoe giới ra. Khoe giới ra rồi bây giờ không thành sự. Cuối cùng là tu cả đời rồi nằm ngồi khóc. Tại sao con tu theo trưởng lão mà đến giờ này con khổ thế này? Hầu hết bây giờ rất nhiều người ngồi khóc, có những người nằm liệt, có những người rất nhiều đó nhé. Có những người bị đơ cứng, có những người bị sa sút thân xác, rồi có những người bị khổ đau rồi. Bệnh tật không vượt qua nổi rồi. Cuối cùng là bây giờ kêu, nằm kêu là tại sao con tu theo trưởng lão dạy mà bây giờ con khổ thế này. Có hiểu trưởng lão dạy đâu, nói một đằng thì hiểu đi một nẻo. Cho nên chúng ta cần phải làm sáng tỏ cái chỗ này thì bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình, chân chánh của mình. Chứ bây giờ không có, bây giờ thầy nói là cái chỗ này hầu hết bây giờ là sai. Đại thừa thì người ta phá giới, bẻ vụn giới, phóng dật. Thế còn chúng ta thì lại ngược lại, chấp thủ. Một bên phá, một bên chấp. Nó không có đúng cái con đường trung đạo của Đức Phật. Cho nên hiểu sai giới, tri kiến sai giới và nhận thức sai giới và hành sai giới. Cho nên nó không có cái tâm hành an tịnh. Thì làm sao có tâm vô lậu, làm sao có tâm, không có tâm vô lậu thì làm sao mà nhập được thiền định. Thế bây giờ giữ giới là ví dụ như ta ăn chay, ta sống không sát sinh. Ở đây là để giữ, chúng ta giữ cái tâm an hòa, yêu thương để không có gì, không có khởi cái tâm ác. Ở đây là giới đức hiếu sinh. Hiếu sinh tức là hiếu nghĩa với chúng sinh, hiếu nghĩa với muôn loài, biết ơn cái sự sinh sống của muôn loài và con người, cho nên không làm ác. Ở đây là từ bỏ cái tâm ác, giữ lại tâm hiếu sinh. Cho nên ta ăn chay và sống lành, không sát sinh, không hại người, hại vật, là để cho ta gì? Ta giữ cái đạo lực từ bi. Ta giữ cái tâm ý không làm ác, để cho tâm ta được thanh tịnh. Ở đây là giới đức hiếu sinh, để cho ta cao thượng, để cho ta sống an hòa, dưỡng con người và muôn loài, để ta rèn cái đức tính đó. Thế cho nên ngoài dạy giới luật thì trưởng lão có dạy giới luật không đâu. Trưởng lão dạy đạo, trưởng lão có dạy không đâu, mà ngài còn phải viết thêm sách này chỗ này. Sư phải hiểu này. Tại sao lại có cái cuốn sách giáo án rèn nhân cách? Tại sao dạy giới thì không dạy giới luôn mà cứ giữ giới thành Phật, giữ giới là có định, mà lại phải viết thêm cuốn sách giáo án rèn nhân cách, phải viết thêm văn hóa Phật giáo truyền thống? Tại sao lại phải viết sách ra như vậy? Ở đây là các vị không có hiểu. Cho nên là cứ khoe giữ giới là thành Phật, là khoe mình cuối cùng tăng thượng ngã mạn. Thấy mình giữ được giới thì tăng thượng mạn, coi thường người khác, nhưng mà hóa ra mình chẳng có hiểu biết gì cả. Chẳng có chi kiến gì cả. Chấp chặt vào đó. Ở đây là mang giới ra trói mình. Hòa thượng Minh Châu đã nói một câu thơ như thế này: đã chót tu sai tự trói mình. Xưa các cái tỳ kheo người ta giữ giới chặt lắm ấy, 2000 năm. Đã chót tu sai tự trói mình, có khổ cũng đành câm lặng thinh. Nhưng chót mang danh đạo sư ấy, sao không chỉ trái cứu mê tình. Cái người tu sai giữ giới là trói mình,
Còn cái người tu đúng là giữ giới để rèn đạo đức nhân cách. Ở cái chỗ này nó sai cái chỗ này này. Hai con đường chỉ sai một ly mà đi một dặm đây này. Giữ giới để trói mình nó khác. Vì ngu si vô minh. Giữ giới để trói chặt mình vào. Để mong thành đạo quả. Là ở đây là tu sai tự trói mình. Có khổ thì cũng đành phải chịu thôi. Hả? Cho nên giữ giới để rèn đạo đức nhân cách. Để cho tâm mình được thanh thản an lạc. Để cho cái tâm mình nó vô lậu. Cho nên Đức trưởng lão mới nói là nói trì giới là để cho ta đi đến cái chỗ vô lậu. Chứ không phải là ôm giới đó mong thành đạo. Chấp chặt vào đó. Rồi chấp chặt vào đó. Cái tâm vô lậu bất động nó không nằm ở cái chỗ giới luật đó. Tí nữa thầy Pháp Lưu nói tại sao trưởng lão nói là mục đích tu hành của đạo Phật là tâm bất động trước cảm thọ và các ác pháp. Nó không nằm ở chỗ giới luật, nó không nằm ở chỗ thiền định. Không nằm ở chỗ tam minh lục thông. Cái chứng đạo của đạo Phật nó không nằm ở cái chỗ đó. Cái chỗ chấp chặt vào đó. Thế bây giờ sư bảo ăn chay là như thế. Sao không sát sinh là để mình gì? Rèn cho mình cái đạo đức yêu thương. Rèn cho mình một cái tâm tính từ bi không làm ác. Thì gọi là giới đức hiếu sinh. Ở đây là cái đạo đức nhân bản hiếu sinh. Giới luật chính là đạo đức nhân bản nhân quả. Không làm khổ mình, không làm khổ người. Cho nên vì ta tự nguyện lấy giới này, thực hành sống trong giới này để ta rèn cho ta một cái đạo đức trong sáng. Để rèn cho ta một cái tâm vô lậu nhờ có giới luật. Nhờ sống trong giới luật để rèn rũa chính mình. Để rèn mình. Chứ không phải là chui vào thất rồi cứ giữ bằng đấy giới mà thành đạo đâu. Sai là sai cái chỗ này. Thế rồi không tà dâm là để ta rèn cho ta một cái đức tính ngay ngắn thủy chung. Bây giờ cái vị sư không có gia đình thì có nghĩa là ta chung thủy với Phật. Một cái cư sĩ có gia đình thì chung thủy với vợ với chồng. Tu cho đến ngày thành đạo. Tu cho đến ngày ly bỏ hoàn toàn dâm dục. Thế bây giờ sư sãi thì chư tăng ni thì chung thủy với Phật. Thế mà ông Phật có dâm dục đâu? Hả? Thế cho nên ta chung thủy với Phật là chung thủy không dâm dục. Thế còn cái ông cư sĩ thì chung thủy với vợ với chồng tức là không tà dâm. Ở đây là nó có cấp độ tu khác nhau. Cư sĩ đến khi mà tu mà sống ở gia đình mà người ta tu đến khi nó ly bỏ mọi cái ham muốn đó và người ta ẩn cư, người giữ 10 giới sa di tu tập thì người ta thành A-la-hán như thường. Mà cứ bảo là phải thế này thế kia. Ta gọi người trưởng lão chưa hẳn đã xuất gia mà. Tu gốc nghiệp lành này tức là tu cái con đường giới hạnh đó. Phân biệt ở chánh hạnh mà. Thế bây giờ không tà dâm là để như thế. Để ta rèn cái đức tính ta bây giờ. Không ngó nhìn thân xác người khác. Để ta rèn cái đức tính là nhìn thấy thân xác người khác phái mà không khởi tâm gì. Tâm dâm dục chứ không phải ta trốn đi. Bây giờ để có những pháp phải né tránh, ta cứ nhìn mãi thân xác người, nhìn xúc chạm người khác phái khi ta chưa làm chủ được, ta cứ xúc chạm người khác phái, thì nó khởi cái tâm dâm dục mà ta không làm chủ được. Cho nên phải có pháp ngần mé, phải có pháp tác ý. Thế bây giờ thì giới nó đi liền với pháp, các pháp trợ đạo là để hỗ trợ cho giới. Ví dụ bây giờ ta khởi tà dâm, ta không làm sao giữ được giới này, ta phải tác ý là phải lấy cái trợ đạo là công cụ hỗ trợ đó. Như cái xe máy muốn đi muốn nổ thì nó phải có cái chìa khóa điện mở được ra. Thế bây giờ ta tác ý hoặc ta tà dâm, ta không tài nào ta làm chủ được thì phải dùng các pháp trợ đạo như quán thân bất tịnh để cho ta từ bỏ được cái tà dâm này. Ta nhìn người khác phái ta không muốn nhìn. Chứ còn cứ trốn đi rồi trốn vào trong hang núi ra nhìn thấy gái thì vẫn thèm thôi. Hả? Trốn càng trốn càng thèm. Ức chế nó lại thì đến khi nó vẫn thèm. Không làm chủ được. Thế cho nên mới phải có pháp môn trợ đạo. Thấy người khác phái, thấy mình khởi tà dâm. Ngồi trong thất thấy, nhìn thấy người khác phái tà dâm khởi lên thì ta phải quán thân bất tịnh. Để trừ bỏ nó. Hả? Có những pháp phải ngăn mé, có những pháp phải tri kiến. Thế thì ở đây phải khéo léo tu hành như chỗ này để ta thực hiện được cái giới tà dâm mà nó không ức chế. Các cái pháp môn trợ đạo nó làm cho ta không còn ức chế khi ta thực hành giới luật. Thế bây giờ cái giới đức để
không tà dâm sống chung thủy với vợ với chồng và sống chung thủy với Phật là để cho ta gì? Ta có cái giới đức thanh tịnh, sống không tà dâm thì thân thể được mạnh khỏe này, rồi được thanh tịnh này, tâm hồn được thanh tịnh. Chứ cái tâm dâm ô uế nó làm cho tâm hồn con người ta điên đảo. Sư thấy những cái vụ đánh ghen, thấy những cái vụ loạn thác, thác loạn vì tình, khổ đau vì tình, cái tâm nó hoen ố, nó không có thanh tịnh, người thân xác thì mệt mỏi. Có những ông vua này, vì hoang dâm cho nên phải nằm thiết triều mà thân xác bại, thân bại danh liệt, như ông vua Lê Ngoại Triều trong trong đời Lê nhà chúng ta, cuối cùng là khổ đau. Cho nên dâm dục thì đưa đến khổ đau, tà dâm đưa đến khổ đau vì đánh ghen đánh tuông, rồi là khổ đau rồi. Nên ta giữ cái giới đức thanh tịnh là để tu không tà dâm, là để giữ giới không tà dâm, để cho ta rèn cho ta một cái đạo đức thanh tịnh. Ở đây là nhân quả, vì thanh tịnh cho nên không có cái chuyện ghen tuông, nhân quả lành nó đến. Không có chuyện ghen tuông, đời sống được an ổn, thọ mạng được an ổn, đây là đạo đức nhân quả. Sư hiểu như thế thì nó gãy góc. Để ta rèn cho ta một nhân cách sống thanh tịnh, không có bị khổ đau, không có bị nhân quả ác báo. Sống giữ giới mà. Sống giữ giới tức là sống theo nhân quả. Cho nên nói giới chính là hộ pháp. Vì ta không tà dâm nên ta không bị đánh ghen, ta không bị tổn hại, ta không bị tan vỡ gia đình. Vì ta không tà dâm cho nên ta không tổn hại thọ mạng, không bị bệnh tật nhiều. Thế rồi không nói láo. Không nói láo đối với một bậc cư sĩ mà tăng sĩ thì có nghĩa là ta giữ được an ổn. Bây giờ mình cứ nói láo mãi thì mình phải lo che đậy. Đường đi hay tối nói dối hay cùng. Cái gì rồi suốt ngày nó đã nói chót nói dối thì phải lo che chắn lấy nó. Giấu hả? Đem cái thúng úp con voi. Cho nên thầy bảo mấy ông thầy trong nhà chúng ta đừng đem thúng úp con voi rồi nó cũng ra hết cả. Cái gì vị làm được thì nó phải chứng minh được. Vị nói mà vị không làm được thì vị cũng uổng công thôi. Vị nói tài ba thì vị phải làm tài ba. Vị nói chân thật thì vị phải làm chân thật. Vị đừng có nói dóc. Nói dóc phải nói khoe khoang là cuối cùng vị có làm được đâu. Có làm nên cái cơ sự gì đâu. Có làm giống như trưởng lão đâu. Có làm nên công đức lớn như trưởng lão đâu. Cho nên các vị đừng có nói. Không làm được thì đừng có nói. Làm được rồi hãy nói. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói láo. Nói được mà không làm được thì sinh ra bì tị, ganh tị với người khác, nói láo. Cái thứ hai nữa là gì? Nói đặt điều xuyên tạc bịa đặt thì nó bất an. Nay nói được người mà nó không đúng, nói sai người mà nó không đúng, nói không đúng thì đến lúc người ta hở ra thì cuối cùng sự thật nó lòi ra thì mình bị cười chê, mình bị khinh bỉ, tổn hại thọ mạng, tổn hại cả nhà Phật, tổn hại cái pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo. Cho nói láo, nói dối, nói bịa đặt, xuyên tạc, nói đặt điều, rồi nói lời hung ác. Nói lời hung ác thì nhân quả nó đến. Đến ta bị hành ác. Ví dụ mình sang mình chửi ông hàng xóm thì mai nó đánh lại mình thôi. Đạo đức nhân quả mà. Mình hung ác với người thì nó hung ác lại với mình. Thế bây giờ thì mình làm sao mà nói lời chân chánh, nói lời chân tình, mà nói lời nó phải phân minh. Nói cái gì nó phải phân minh rõ ràng, không được nói dữ kiện hời hợt. Không được nói lấy lòng, không được nói hung ác, cũng không được nói lấy lòng. Không được nói a-dua, nói không được có cái dữ kiện hời hợt, mà nói cái gì nó phải rõ ràng, phân minh. Cho nên cái tu tập ở đây là cái tu tập chánh ngữ mà, trong bát chánh đạo mà. Lời nói nó phải có rõ ràng, trước khi nói phải suy nghĩ. Nói làm sao nó không có khổ mình, khổ người, nó đem lại lợi lạc cho mình, cho người. Có những lời nói mạnh mẽ để cho người đời tỉnh ngộ, đó là lời nói lợi lạc cho mình, cho người. Thế cho nên ở đây là mình phải hiểu là chi kiến là giới luật là gì. Giới luật là để rèn cho ta cái đức tính viên dung. Giới luật là để rèn cho ta một cái giới hạnh trong sáng, để rèn cho ta một cái tâm vô lậu. Tâm vô lậu là tâm nó không còn phóng dật nữa, vì theo điều ác. Vô ngã ác pháp mà hữu ngã thiện pháp. Thế ở đây thì đến ta không tà dâm, không nói láo rồi, không giành giật, không tham lam, lấy của không cho, không trộm cướp. Bởi vì giành giật thì khổ đau. Giành giật thì khổ đau, mà trộm cướp thì gì? Tù tội, nhân quả đến. Thế rồi tổn hại thọ mạng, ở đây là cái đạo đức nhân quả.
mà đạo đức nhân bản, vì vì nhân bản yêu thương mà không giành giật với người, không tranh giành với ai, không chà đạp lên nhau để sống. Thế cho nên ở đây là cái đạo đức gì? Đạo đức ly tham, rèn cho ta một cái đức tính ly tham như vậy, ly dục như vậy, ly tham. Thế thì ở đây chúng ta rèn cái đức tính ly tham, không tham lam như thế nữa, để ta rèn cho một cái đức tính viên dung thanh thản. Chứ không phải là chấp chặt vào cái giới đó, tôi cứ không trộm cướp mà tôi thành Phật. Không trộm cướp thì trộm cướp thì cái cột nhà của thầy đây nó có trộm cướp đâu mà nó có thành Phật đâu. Cho nên cái khoe tôi không trộm cướp tôi thành Phật. Thành làm sao được mà thành? Cái tâm nó không lớn, thiện pháp nó không sinh trưởng, ác pháp nó không ngăn diệt, thiện pháp nó không đi trưởng, không tăng trưởng. Cho nên Đức Phật mới nói im lặng như ngu si, đâu phải là ẩn sĩ. Im lặng mà ngu si, giữ giới đấy mà ngu si thì không khác gì cái cột nhà nhà thầy đấy. Không biết rèn rũa bản thân, không biết ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Cột nhà này nó có tăng trưởng thiện pháp đâu, nó chẳng tăng chẳng giảm. Thế nên vì nhà hiểu là ở đây là rèn nhân cách đạo đức, cái gì nó cũng rèn đến đạo đức. Cho nên có người hỏi trưởng lão là thầy ấy có phải thiền định là đạo đức không? Trưởng lão mới thốt lên, trời ơi, 20 năm tu hành theo thầy mà bây giờ con mới nhận ra con đường của đạo Phật là đạo đức, giới định tuệ là đạo đức, thì con uổng 20 năm qua con tu hành, con chẳng hiểu cái gì cả. Thế rồi đến cái giới không uống rượu, không uống rượu, không nghiện ngập các chất ma túy, là ở đây sư thấy nghiện ngập rượu vào mình nhìn thấy rõ ràng nhân quả đến liền. Nghiện ngập rượu và chè vào thì đầu óc u mê. Cái giống rượu thì nó làm cho ta hung ác, hoặc là nó làm cho ta hoang tưởng. Thế còn ma túy thì sư thấy những người ngáo đá rồi, ma túy phê lòi ra rồi, chẳng biết gì rồi, làm cho con người ta mất đi sự minh mẫn, làm cho người ta mất đi đức hạnh, bê tha nhếch nhác, làm cho người ta không ra hồn con người. Ở đây nó gọi là giữ giới không uống rượu, không ma túy, là để cho ta gì, giữ được cái đạo đức minh mẫn, trí óc minh mẫn, cái đạo đức minh mẫn, làm người được sáng suốt. Chứ sư thấy cái người uống rượu ngáo đá và nó có sáng suốt đâu. Thế cho nên ở đây là mình giữ cái đạo đức để rèn cái đời sống của mình cho nó sáng suốt. Nó sáng suốt, nó minh mẫn thì gọi là đạo đức gì? Đức minh mẫn, giới đức minh mẫn. Thế cho nên Đức Phật chỉ khuyên là không nên uống rượu là vì thế. Uống rượu vào thì khổ vợ, khổ con, rồi kêu la, kêu gào, rồi gây sự, rồi đầu óc lú lẫn, rồi làm khổ mình, bệnh tật mang vào, rồi làm khổ xã hội, gây tai nạn giao thông, rồi đánh giết lẫn nhau cũng vì rượu, vì ma túy. Là không ra hồn con người nữa, làm cho mình, khổ người, sống một kiếp người mà ngu si vô minh, làm khổ mình, khổ người. Cho nên có ông ấy, tiến sĩ bảo tôi có vô minh đâu. Ông chú nhà thầy đấy, tiến sĩ học bên Pháp, ông ấy về ông bảo, ông am hạt ông bảo anh cứ tưởng là anh ấy, chứ tôi học Phật tôi hiểu hết rồi, tôi còn tiến sĩ giảng dạy bên Pháp bên Sanh Pôn, và chú vẫn vô minh. Thầy nói thẳng trong nhà với nhau, cháu nói với chú là chú vẫn vô minh, chú vẫn vô minh, chú không phải người trí, dù chú học tiến sĩ. Ông bảo anh nói xem nào, chú vẫn còn uống rượu cho nên chú vô minh, chú chưa thực hiện giới luật nhà Phật. Sao anh nói tôi vô minh? Chú uống rượu vào thì đầu óc chú lú lẫn, chú tự làm khổ mình, chú mang bệnh tật thì chú làm khổ mình, rồi chú làm khổ vợ con, chú làm khổ người khác. Thì chỉ có kẻ ngu mới làm, tự làm khổ mình, mới làm khổ xã hội, chứ kẻ trí thì nó là đâu nó làm khổ mình, làm khổ xã hội, đúng không sư? Đúng rồi. Thế thì ông có học tiến sĩ ông vẫn là vô minh. Vâng. Ông là tiến sĩ mà ông phạm vào giới luật nhà Phật, ông còn ca hát, ông nhảy múa, ông ham vui thú như thế, ông trôi theo luân hồi như thế, thì ông là vô minh. Vâng. Ông còn uống rượu ông còn là vô minh, ông vẫn ngu si chưa hiểu gì Phật hết cả. Đúng không? Đúng rồi. Vì ông còn làm khổ mình khổ người thì ông có nghĩa là ông ngu si, ông làm gánh nặng cho mình, gánh nặng cho xã hội. Thế cho nên ông sư dù có học tiến sĩ Phật học mà ông uống rượu là ông là kẻ ngu. Ông sư mà vẫn còn tham danh tham lợi thì ông là kẻ ngu.
Vì kẻ ngu ông mới ôm cái khổ mình, khổ người mà gánh nhân quả luân hồi, gánh nhân quả địa ngục. Thế thì có nghĩa là đâu phải tiến sĩ Phật học đã là không vô minh. Ông thuộc Tam Tạng kinh điển ông vẫn không sống đúng theo giáo luật. Trên Đức Phật mới nói là sau khi ta nhập diệt, các ngươi hãy lấy giới luật làm thầy. Lấy giới luật để làm thầy dạy mình. Dạy cái bản thân mình để cho nhân cách đạo đức, rèn nhân cách đạo đức cho chính mình. Thì mới là tu giới, mới là trì giới. Cho nên mới lấy giới luật làm thầy. Đức Phật nó có nói giới luật còn là đạo Phật còn. Người ta không hiểu giới luật, người ta lại đi trói chặt mình vào để giữ giới mong thành Phật. Người ta nghĩ cái câu là giới luật còn là đạo Phật còn. Sau khi các người hãy lấy giới luật làm thầy, nhưng người ta lại không lấy giới luật để rèn rũa bản thân mình, mà người ta giữ giới để mong thành Phật. À, hai cái chỗ này khác nhau à? À, một ly đi một dặm à? Một ông tu giới khổ, một ông tu giới hạnh phúc à? Một ông tu giới đức hạnh phúc, một ông tu giới khổ, giới cấm thủ, giới chấp thủ. Hai con đường khác nhau, cho nên có ông 250 giới không thành đạo, có ông 10 giới sa di thành Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà khác nhau đây này. Thế cho nên sư phải thông suốt cái chỗ này. Mình không không có chấp thủ mà cũng không có phá giới bẻ vụn giới, mà ta phải tri kiến giới luật và thực hành giới luật. Trì giới luật để rèn ma, rèn cái nhân cách đạo đức của mình cho nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó minh mẫn, nó sáng suốt, thanh thản. Cho nên trưởng lão mới nói là sống trong giới mà tinh thần sạch trắng như vỏ bạch ốc, phóng khoáng như hư không. Nó không còn chấp thủ chỗ này mà nó tinh thần nó sạch trắng như vỏ bạch ốc, còn tham sân si. Sống trong giới cho nên nó không còn tham sân si. À, cái chỗ này là cái chỗ sai lầm đây này. À, sai lầm của đạo. Thế cho nên có nhiều sư bây giờ, sư thấy là các cái tông phái khác, có rất có nhiều tông phái khổ hạnh. Họ ở trên rừng. Họ bay một bát này. Họ ở trên rừng, họ bê bát khất thực này. Xong rồi họ 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 sống khổ hạnh, họ nằm dưới đất này. Họ ăn ngày một bữa, họ ngủ cũng như thế này. Nhưng họ vẫn không thành Phật. Họ vẫn thấy khổ, vẫn thấy tham sân si. Sư biết vì sao? Cho nên trưởng lão mới nói là người nào mà coi khất thực là giải thoát thì người đó cả đời không giải thoát. Đường tu còn dài, có nhiều pháp môn tu khác nhau. Cứ thi nhau bê bát đi khất thực, khoe cái danh, nghĩ ta sống khổ hạnh thế này, ta sống thế này là ta thành Phật. Sai đường. Không biết hiểu về giới luật. Không rèn nhân cách đạo đức. Lấy giới để rèn nhân cách đạo đức. Cho nên mới lấy giới làm bè qua sông là cái chỗ này. Hiểu nó đúng ra, nó rõ ràng như thế này thì người tu dễ dàng chứng đạo. Cứ con đường giới định tuệ là chứng đạo. Có giới thì cái tâm nó vô lậu. Vô lậu thì tâm không còn phóng dật. Vì không còn ham nữa mà. Không còn phóng dật thì ngay tâm bất động. Bất động ở đây bất động trước mọi cảnh, là nó không còn đứng trước mọi cảnh mà nó không còn lao sao, phiền não, khổ đau. Nhờ tâm bất động mà ngay đó sơ thiền. Có giới thì có định nó ở chỗ này. Thế cho nên sư mà không hiểu là sư sẽ chấp thủ mà cũng sẽ là phá giới. Chỗ này là cái chỗ mà sư đừng có nghe ai. Nên nghe thầy Pháp Lưu nói sư, thầy Pháp Lưu là người thành tựu thật sự. Cho nên hôm nay sư có duyên đến rồi, sư là học trò của trưởng lão, sư phải hiểu chỗ này. Mình không có nghe ai, đi bằng chân mình. Lấy chính mình làm hòn đảo nương tựa, mình rèn chính mình. Tí nữa rồi thầy Pháp Lưu sẽ chia sẻ với sư con đường thành tựu của sư. Cho nên sư đừng nghe ai cả. Đừng có tụ tập bè phái, đừng có nghe người này người kia, đừng có ham cái danh mà chạy theo chỗ này được. Thế cho nên là hôm nay làm rõ cái vấn đề này ra để cho các cái thầy cô tăng ni rồi các cái cư sĩ Phật tử hiểu ra. Năm giới cư sĩ như thế là cuộc sống đã hạnh phúc lắm rồi. Là đã trọn vẹn đạo đức nhân bản nhân quả của người cư sĩ mà cuộc sống an vui hạnh phúc rồi. Phúc lành nó đến, người lành đến, sự việc lành đến rồi, từ trường lành đến rồi. Được may mắn an vui, được hạnh phúc rồi. Được xả bỏ khổ đau ngay cái sinh khổ rồi. Làm người rồi. Trở thành người thật người rồi. Thế còn tiến thêm. Không ăn phi thời, ngủ phi thời. Ta rèn cho ta ăn ngày một bữa để làm gì hết sức? Để cho cái thân xác ta nó nhẹ nhàng, nó không bị gì. Bị nặng nề, thừa, thiếu. Hả? Ăn ngày một bữa vừa đủ rồi. Thiểu dục nhưng mà tri túc mà. Ít ham muốn là một bữa thôi, nhưng một bữa cũng đủ rồi. Thì gọi là tri túc. Cho nên cơm ngày một bữa là để cho cái ngày người ăn ngày bữa nó thế này. Chúng ta ăn ngày bữa no đủ một bữa nhá, chứ không ăn khổ hạnh. Nhịn ăn cũng sai, cũng chết. Gạo lứt muối mẻ cũng chết.
Bởi vì thân xác này, cơ thể vật lý nó cần phải được nuôi dưỡng. Đức Phật bảo ăn không phải để vui thú, ăn không phải để trang điểm làm đẹp, mà ăn là để sống, đủ sống, sống để tu hành. Thế thì ở đây ta ăn một bữa, không ăn hai ba bữa thì nó thừa thãi mà nó mệt nhọc, thân xác nặng nề. Thế bây giờ ta tiết độ ăn uống, ta ăn một bữa thôi. Ăn một bữa thì nó mạnh khỏe, người nào ăn được một bữa rất mạnh khỏe. Ăn bữa nhưng không được gạo lứt muối mè, mà phải ăn no đủ một bữa. Ăn sao đủ sống chứ, để bảo dưỡng thân này. Đức Phật bảo ăn để bảo dưỡng cái thân này. Thế buổi sáng cơ thể nó không phải làm việc thì nó nhẹ nhàng. Buổi chiều cơ thể nó không phải làm việc thì nó nhẹ nhàng, ngủ ngon, thanh thản. Nó không bị ít bệnh tật, ăn ngày bữa rất ít bệnh tật. Bởi vì buổi sáng buổi chiều thân hành nó không khổ, nó không phải làm việc nhiều, mà thậm chí còn khỏe hơn cái người ăn ngày hai ba bữa. Thế bây giờ thì ăn một bữa thì no đủ như thế, đủ chất. Ăn chay thanh tịnh, cơm, đậu phụ, rồi là ở ngày nay chúng ta sống quá sung sướng rồi. Chứ nó đâu như có những cái thời bao cấp đâu phải ăn ăn thế này đâu. Sư thấy cái thời bao cấp chẳng có gì ăn, chẳng thịt cá gì mà sao bệnh viện vắng bóng người. Chỉ có mấy cái trạm y tế thôi mà dân chúng ít bị ung thư như bây giờ. Bây giờ thì ung thư tiểu đường, mỡ máu, huyết áp, thịt cá tống đẫy vào miệng. Ăn nhiều vào gieo ác nghiệp, thịt cá tống đẫy vào thân xác bất tịnh. Thế rồi rồi là no hai ba bữa chay, trên chùa no hai ba bữa chay, ông thầy chùa thì bệnh tật liên miên. Cái cô bác sĩ nọ, cô đến đây còn bảo con chữa bệnh cho thầy chùa đầy, mà thầy chùa ốm nhiều nhất, béo ỉ béo ạch trong thân xác nặng nề, ăn chay trông thế thôi. Ăn chay mà tham lam nó cũng béo phì à, béo ịch. Đức Phật bảo ai ăn no ngủ lớn, nằm lăn qua lăn lại giống như heo trong chuồng, kẻ ngu nhập thai mãi. Vì sao kẻ ngu nhập thai mãi? Thân xác gánh khổ đau, bệnh tật khổ đau không giải thoát, tâm không an lạc, thân không thanh thản được nhờ cái thân, vì cái thân xác nặng nề ục ịch gánh khổ đau. Mà chết theo khổ đau như vậy thì lại có nghĩa là chết luân hồi, rên la đau đớn vì bệnh tật không làm chủ nổi. Thế cho nên tiết độ ăn uống là ăn ngày bữa. Ăn ngày bữa, một cái người ăn ngày bữa thì nó nhàn. Sư ở đây thì sư biết đấy, làng thầy đây là một cái làng cộng đồng, thầy trò sống bên nhau, thầy trò sống bên nhau riêng rẽ, thầy trò sống bên nhau độc cư, nhưng mà có một cái bếp ăn chung. Nhưng mà cái cô nhà bếp cũng rất là nhàn, mọi người cũng rất là nhàn. Sáng chùa người ta, nhà người ta nấu cơm nghi ngót khói, mình thì đi chơi kinh hành thảnh thơi có dư thời gian. Buổi chiều người ta nấu ăn xì xụp, lo ăn lo uống, mình thì chơi giữ tâm thanh thản. Cái đấy nó đã là giải thoát rồi, mà thân thể thì nhẹ nhàng, mạnh khỏe, bệnh tật thì ít. Cho nên cái giới này là giới không có khổ. Nên cái người tu hành mà cái ăn cái ngủ mà không làm chủ được ấy, tham ăn tham ngủ, thì đừng nói cái chuyện gì tu hành. Thế cho nên ở đây ta phải rèn lấy cái giới này, ta ăn một bữa để ta rèn cái đức tính gì, cái đức tính thiểu dục chi túc, cái đức tính mà không đòi hỏi, cái thân xác nó không đòi hỏi. Cho nên để ta rèn rèn đũa chính mình để cho tân thân tâm ta được mạnh khỏe an lạc, chứ không phải là cái chi khác. Có giới thì có hạnh phúc cái chỗ này. Thế rồi không trang điểm, cái người trang điểm thì chạy theo sắc dục. Sư thấy những cô gái đấy xấu xa đi trang điểm, hôm nay trang điểm thì phấn son mà thích chắc đẹp, ai cũng thích mình đẹp, đến lúc nó xấu đi thì buồn thì khổ, ôm giữ chấp vào danh sắc, chấp vào sắc dục. Cho nên cứ suốt ngày lo trang điểm trang điểm, đến lúc chẳng may mặt mũi nó già nua, hoặc là chẳng may mặt mũi nó xấu xí đi thì buồn thì khổ, suốt ngày phải cái hộp phấn hả, suốt ngày phải cái hộp phấn trang điểm, đến lúc nào là bận sắp chết đi được. Cái đẹp của con người là đẹp sự viên dung, đẹp ở ánh mắt miệng cười, đẹp ở tinh thần hòa ái, đẹp ở đức hạnh. Cái đẹp gì? Đẹp ở cái thân xác này. Cái đẹp gì ở cái đẹp, đẹp ở cái nết nó đánh chết cái đẹp chứ. Cái đẹp gì mà ở ở vẻ bề ngoài, một cái cô môi đỏ mắt chĩa ra xong rồi cái khoe mẽ ong bướm thân xác lẳng lơ như thế, nhưng mà cái đức tính thì mặt mũi thì xinh đẹp trắng trẻo, môi son má phấn, mà đụng một cái mỏ nó chu ra như con khỉ hả, chu chéo lên như con sói ấy, thì đâu phải là đẹp. Cái đẹp của một người Phật tử, đẹp của một người tăng ni là đẹp của tinh thần hòa ái, đẹp ở nhân cách đạo đức sống.
đẹp ở cái sự không tham lam, đến cái thân xác này cũng không còn thì tham lam mà phải nghiêm trang. Vì sao? Sống giản dị, đơn giản, sống thanh bần nhưng nghiêm trang, giản dị nhưng đàng hoàng, quần áo ngay ngắn, nghèo thì cho sạch, rách thì cho thơm. Cho nên ở đây là không trang điểm, không có lòe loẹt phấn son. Cái người, một cái người sư thấy cái một cái người mà mặc áo ba dây rồi áo rồi là quần xà lòn rồi trông nó thiếu văn hóa, nó không có nhân cách đạo đức của một con người. Đi thì uốn ẹo màu mè, xong rồi phấn son trang điểm lòe loẹt. Cái bà mẹ thầy bà ấy, con cái cũng khá giả, bà cứ thích phấn son hay chiều chuộng, bà thích chấp vào cái sắc đẹp của bà ấy. Bà ấy thỉnh thoảng già phấn son, thầy mới bảo là mấy bà mợ bà dì thế hả? Thầy mới bảo các dì các mợ ấy thích phấn son, các mợ các dì bây nhìn thấy cái con khỉ nó lên sân khấu chưa, người ta đeo nơ cho nó, mặc váy cho nó chưa, già này còn váy vóc, đeo nơ mặc váy cho nó xong rồi là trông nó cho làm hề trên sân khấu ấy. Già rồi nó nhăn nheo rồi sắc đẹp cũng tàn phai mà cứ ôm lấy làm khổ, xong xong già rồi cứ phấn son rồi trông không khác gì con khỉ, con khỉ làm xiếc ấy. Nó không có đức hạnh, không có đức hạnh. Một con người đức hạnh là một con người sống giản dị, con người không thích trang điểm, không thích màu mè, không thích nữa. Cho nên đến làm thầy còn thích trang điểm, còn thích y áo đẹp, còn thích gì, người ta mộc mạc có sao mặc vậy. Trưởng lão người ta cúng rất nhiều y gấm vóc, nhưng mà ngài vẫn giản dị đơn sơ, cuối cùng ngài vẫn mặc lại cái y đại thừa, ngài có bỏ đâu. Tí nữa thầy Pháp Lưu nói về cái chuyện y áo, sư sẽ hiểu rồi, chấp vào cả cái y cái áo luôn, chấp vào y áo luôn, chấp cả vào giới y áo luôn. Cho nên là suốt ngày chấp thì tôi phải y khất sĩ, thì trưởng lão mặc y đại thừa đó thôi, mặc y nào cũng thành Phật hết, không có phân biệt y đại thừa y khất sĩ, toàn chấp vào, thủ chấp vào. Trời nóng thì đắp cái y thổ lồ một đống đó. Ngồi nghe pháp khó chịu ngứa ngáy cứ chấp vào đó. Thế rồi không trang điểm, không nằm giường cao rộng lớn để ta từ bỏ cái gì, không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn ngai vàng ấy, để ta từ bỏ cái tính gì. Cái đức tính của chúng ta rèn thì chúng ta khiêm cung, chúng ta mộc mạc, chúng ta không tham lam. Không tham lam thì uy danh, không tham lam chỗ cao lớn, không tham lam chỗ cao lớn, không tham lam uy quyền, không tham lam uy danh, không tham lam cái gì. Cho nên để rèn cái đức tính này, một cái vị sư mà còn thích nằm cao rộng lớn, ngồi ngồi cao ngai vàng thuyết pháp. Đức Phật đã phê phán những vị tỳ kheo ngồi ngai vàng thuyết pháp, ngồi nhà lớn thuyết pháp, nằm cao rộng lớn như vua chúa. Một cái người tu hành mà nằm còn ham nằm cao rộng lớn trang hoàng như vua chúa, cung vàng điện ngọc, ngồi trên ngai vàng thuyết pháp là một cái đạo sư chưa có biết gì về đạo Phật, chưa rèn được cho mình một cái đức tính gì giản đơn khiêm cung. Cho nên một cái con người như vậy nó cũng như cái ông sếp ấy, một ông quan thanh liêm. Một ông quan thanh liêm thì ông ta đến công sở, ông ta một cái ghế rất mộc mạc nhưng hiệu quả làm việc rất tốt, sống thẳng thắn, trí tuệ thanh bạch. Ông ta ngồi cái ghế gỗ, bàn gỗ, mặc dù cái bàn cũ nhưng ông ta ngồi bình đẳng với mọi người như nhân viên, mà ông ta ngồi làm việc rất hiệu quả. Còn một cái ông thích uy quyền tham lam, thích danh sắc thì ông ta sẽ gì? Ngồi cái ghế như vua chúa, vì tạo uy quyền. Thế cho nên ở đây là cái đạo đức làm người, làm thánh, một bậc thánh quan, thánh nhân mà. Một bậc thánh nhân thì sống giản dị, sống thanh bạch. Còn một bậc phàm nhân thì sống như ông hoàng và chúa. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đã là cái đạo đức, nó là đạo đức, cho nên cuộc sống nó thanh thản. Vì sống thanh bạch, cuộc sống thanh thản, không tổn hại, không kênh kiệu. Cho nên là một cái người mà nằm rồi, nằm thì nó gây ra gì,
nằm êm ấm thì nó chỉ tham lam xúc chạm sắc dục, nó làm cho ta để nương nhờ vào cái giường, sống mà cứ phải nương vân nhờ vào cái giường, cứ phải êm ấm rồi mới nằm được. Cuối cùng nó thành ra huân tập cái gì, cái dục lạc thân xác này. Cho nên nằm nằm cái giường gỗ thì không chịu được, sống nghèo thì không chịu được, cứ phải sống giàu sang mới chịu được. Cho nên xúc chạm ở đây là nó sinh ra cái ham muốn thân xác này, nuông chiều thân xác, và nó sinh ra cái thèm muốn gì, thèm muốn cái ưa ái, ưa ái cái thọ, ưa ái thọ. Cho nên không nằm giường cao rộng lớn là mục đích để rèn cho mình như thế, để lấy giới đó, để rèn cho mình một cái đức tính như thế, rèn cho mình cái đức tính làm chủ thân xác mình, làm chủ cái tâm hồn mình. Thế rồi chúng ta không ca hát và tự xem ca hát, vì ca hát làm sao? Ca hát nó làm cho con người ta phiền muộn, nó làm cho con người ta du dương, nó làm cho con người ta đay đả. Cái lời ca tiếng hát phàm trần, cái lời ca tiếng hát trên thế gian này nó đưa con người ta đến cái sự gì, ưa ái hỉ nộ. Nó đưa những bài ca thì hô hào giết chóc, những bài ca thì nỉ non, những bài ca làm cho tâm hồn con người day dứt. Nhưng sư thấy những cái bài ca nó làm cho con người ta nhớ cha nhớ mẹ, buồn khổ đến đau lòng, nó làm cho tâm hồn con người ta không yên. Ví dụ như cái bài hát của nhạc sĩ Y Vân đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nghe đến đã thấy buồn, thấy khổ rồi, thấy nhớ nhung da diết rồi, nó làm cho con người ta nợ nần cái món tình cảm ở đời. Đức Phật bảo món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm khổ đau. Cho nên những người mất cha mất mẹ mà nghe những tiếng hát này nó buồn nó khổ, mà không hiểu ra vạn pháp vô thường trên đời này, cha mẹ mình mất rồi mà vẫn cứ ngồi hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, không buồn, nghĩ đến cha mẹ buồn khổ. Người ta nhớ về cha mẹ mà không có buồn khổ, mà người ta biết rằng vạn pháp là vô thường, cha mẹ ta cũng sẽ phải chết, cho nên bây giờ ta sống tốt hơn, tốt hơn, sống thanh thản hơn cha mẹ mình. Đấy mới là người con có hiếu, ngồi khóc cha khóc mẹ, lòng mẹ đến chùa còn hát, gọi ra nhất là cái Vu Lan, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ông sư vừa hát vừa khóc, nó còn ra cái thể thống gì nữa, mà phải nó không có dây làm cho con người ta day dứt, không có hết khổ, làm cho con người ta không có hết khổ đau, làm cho người ta buồn phiền, làm cho con người ta nhớ nhung, là đây là cảm thọ khổ, làm cho con người ta chạy theo thọ khổ. Thế rồi có những bài hát thì xình xình vui tươi nhảy nhố nhí nhà nhí nhố như là gì, làm cho con người ta điên loạn. Ví dụ nhạc nhạc vũ trường, sư thấy sư có vào thấy người ta nhảy trong vũ trường không, loài người có giống như loài điên không, thế giới con người là điên đảo mà, nhảy nhót rồi ngáo đá rồi nhảy vũ trường như những con người thác loạn điên khùng. Lời ca tiếng hát nhảy theo sập sình say sưa đêm ngày. Thế rồi có những lời ca tiếng hát thì nó gợi cho con người ta sôi máu hung ác. Có những cái lời ca tiếng hát nó làm cho con người ta đoàn kết dân tộc, thì cái điều này là điều gì, điều đoàn kết dân tộc để mà gì, để mà chống giặc, để mà chống giặc. Nhưng mà cái này không phải là của người tu hành, còn cái việc ấy, mình ý thức nhân quả thì mình kêu gọi tinh thần bảo vệ tổ quốc, nhưng mà chúng ta phải hiểu ở đây cái người hành giả tu hành đến rốt ráo nhà Phật, đi đến con đường giải thoát hoàn toàn, thì phải ly bỏ những cái thú vui, những cái điều phàm tục, cho nên vượt qua mọi gì giới khổ, chứ không phải là chúng ta chạy theo như thế, là chúng ta chạy theo thì đời phàm tục như người thế gian. Cho nên chúng ta ở đây này, chúng ta phải hiểu là cái người tu hành nó khác cái người phàm tục ở chỗ này. Anh đã xác định tu hành nó khác người phàm tục thế này, còn cư sĩ người ta được phép. Cư sĩ được phép bởi vì người cư sĩ chưa tu đến, nhưng khi người cư sĩ tu đến thành quả vị Phật thì người cư sĩ cũng phải tiến đến giới này.
cũng phải từ bỏ những thú vui này, từ bỏ những cái điều này, điều kia. Nhưng cái gì là lợi ích thì ta phải biết nó là lợi ích. Cái gì nó là chân chính, nó là đúng nghĩa, ta phải biết là đúng nghĩa. Ví dụ như giặc đến nhà thì phải đánh thôi. Đó. Giặc đến nhà bây giờ mà chúng ta không chống giặc ấy, nó giết hàng vạn người, nó giết chết hàng triệu người. Chưa thấy đấy. Có những cái hành động chấp nhận phải ngăn ác mà. Bây giờ không, sư nghĩ là không có pháp luật, công an mà không bảo vệ pháp luật, không bắt bớ tội phạm, thì sư nghĩ là cái xã hội này nó đến đâu, nó đi đến đâu. Một cái người dân mà không chống giặc để bảo vệ dân tộc mình, bảo vệ khỏi cái họa diệt diệt chủng, thì có phải là người không biết gì không? Thế bây giờ sư nghĩ là ở đây nó là sư phải hiểu thế nào là giới ác, thế nào là giới bất tịnh. Cái giới bất tịnh ấy, là cái giới bắt buộc sư nhé, bắt buộc phải làm, trong cái hoàn cảnh bắt buộc phải làm, không còn con đường nào khác. Gọi là mình tâm mình không ác nhưng phải bắt buộc phải chống giặc, ở đây là bất tịnh, chống giặc để bảo vệ quê hương. Đây là chỉ xa vào cái giới bất tịnh chứ không phải giới ác. Còn giới ác là mình đi giết người. À, cái chỗ này sư không hiểu thế nào là ác giới và thế nào là giới bất tịnh. Nếu các vị thông suốt thế nào lý bất tịnh và lý ác, lý nhân quả ác và lý bất tịnh, thì các vị sẽ hiểu là mình tu đến đâu. Thế bây giờ không có chiến tranh trong thời bình thì mình tu làm Phật đi, để hưởng cái nhân quả thời bình và nhân bản cái nhân quả thời bình. Thế còn thời chiến đến trưởng lão còn đi đi đi, đi bảo vệ quê hương cơ mà. À, trưởng lão là một bậc lão thành tham gia bảo vệ quê hương, chống sự diệt chủng, chống sự xâm lăng. Thế ở đây thì chúng ta phải hiểu là thế nào là giới bất tịnh, giới bắt buộc. Mình không muốn thế, nhưng bắt buộc phải làm như thế. Nếu không làm như thế thì chúng ta sẽ gánh khổ đau nhiều hơn. À, ở đây là cái đạo đức nhân quả. Thế bây giờ thì chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Thế nào là lý bất tịnh, thế nào là lý nhân quả và thế nào là giới ác. Bây giờ tự dưng sư đi giết người, tự dưng sư vác súng sang xâm lăng dân tộc khác, đó là sư thuộc về giới ác. Còn cái người bảo vệ quê hương người ta chỉ là cái lòng ham muốn bảo vệ quê hương mà thôi, bảo vệ điều lành mà thôi, cho nên người ta chỉ xa vào giết người, đó chỉ xa vào cái giới bất tịnh. Cái chỗ này là nhân quả không ác, nhân quả bắt buộc. Ở đây là người ta đành phải như thế. Sư phải hiểu thông suốt lý nhân quả cái chỗ này. Thế thì cái việc mà hô hào ca hát để cho chống giặc ngoại xâm thì cái đây nó thuộc về người phàm tục thế gian là sống giới bất tịnh. À, vì phải nhân quả phải như thế cho nên chưa thể thành rốt ráo thành Phật được, cho nên phải tạm gì, tạm dừng cái việc gì, tạm dừng cái việc thành Phật. À, cho nên nhân quả thời bình, ngày nay chúng ta được sống trong an ổn hòa bình thế này để tu tập thì chúng ta phải tu thành Phật đã ha. Tu làm chủ sinh già bệnh chết khổ đã. Còn nhân quả giặc ngoại xâm chưa đến thì ta phải xiển dương con đường hòa bình, nói lời hòa ái, đàm phán. Ta phải sống làm sao cho đất nước quê hương tươi đẹp, ta phải sống làm sao cho hạnh phúc tròn đầy, để cho đất nước ta hưng thịnh hùng mạnh, để cho xã hội được bình yên, ta xây dựng quê hương đất nước, ta tu tập thành Phật. Chứ không phải là bây giờ ta đi hô hào chiến tranh. Hả? À, cái chỗ này thôi, tự dưng thì chúng ta hô hào không đúng. Thế là ca hát, xem ca hát đấy, nó tạo cho con người ta những cái thứ đó, ta phải biết đâu là giới bất tịnh. Thế bây giờ ông tự dưng chẳng có gì đâu, ông ngồi, ông đi hát, ông tham ca nhạc, ông thích du dương hả? Cũng vứt hết cái gì, giết chết cái gì tôi trả tình này đấy hả? Hận tình không thôi ấy. Không phải thầy ông nữa. Phương Thanh nữa hả? Nghe nó căm thù người yêu, nghe nó buồn khổ về người yêu, nó nghe nó không mà sao nó não nề về người yêu, vứt hết tình này ta trả nợ đời, trả nợ, nghe nó chán đời. Hả? Hát thì chán đời thì hát, hát để cho mục đích là để xong cuối cùng là để chạy theo lời ca tiếng hát, nó buồn khổ, nó day dứt, nó bi thương. Ông có mấy ông sư còn say đắm
say đắm ngồi hát nhạc rô bi rô, hả? Chẳng ra làm sao cả, nó không, nó giống như người phàm tục chứ nó không phải là một vị thánh tăng. Cho nên không ca hát và xem ca hát là để thực hiện cho ta cái giới đức trầm lặng. Vì trầm lặng cho nên tâm hồn thanh thản tự nhiên, tâm hồn thanh thản tự nhiên soi xét nội tâm của mình để ly bỏ những điều khổ đau, xả lạc, xả thọ, xả khổ để cho ta thành Phật, thành một vị thánh, thánh tăng, thánh cư sĩ. Chứ không phải ta là một cái người tu, cho nên đạo Phật nó khác thế gian, nó đời là đời mà đạo là đạo thế này. Tuy là rằng đạo sống ở đời, nhưng đạo là thanh tịnh, còn đời là ô uế. Cho như bông sen sống giữa đời mà giữa bùn lầy mà không đắm nhiễm là chỗ này, không khổ đau là chỗ này, nhờ có giới. Cho nên nói giới luật chính là hộ pháp để cho giữ cho ta có cuộc sống thanh thản an ổn. Bây giờ sư thích ca hát thì nó khổ ha, thích đàn đúm nhạc nhẽo thì nó khổ, nó cũng có thì nó buồn, lúc nào tâm hồn cũng không yên. Thế rồi không cất giữ tiền bạc, không cất giữ tiền bạc để làm gì? Thế bây giờ tôi không cất giữ tiền bạc, thế cái ông tù nhân trong tù ông ấy không cất giữ tiền bạc, ông thành Phật ư? Đúng không? Không cất giữ tiền bạc để làm gì? Để rèn cho ta một cái đức tính ly tham. Ở đây có đồng tiền thì sư lại muốn làm việc này việc kia, hả? Lại ham muốn đi đó đi đây, lại ham muốn mua cái nhà, sắm cái xe. Cho nên tâm ta đang còn tham lam như vậy thì ta không tập cho ta là không có tiền bạc đi. Tiền bạc giao hết cho vợ con đi, hả? Tiền bạc giao hết cho tăng chúng đi, mình không cầm nữa. Để cho ta tập cho ta một cái đức tính ly tham, là không còn tham lam vật chất tài sản, không còn tham lam cái này cái kia, tâm để tâm ta yên định, để ta gì sống một đời thanh bạch, để tập cho tâm hồn ta thanh thản. Không có tiền bạc thì nó thanh thản, ít tài sản ít tiền bạc đỡ phải giữ, đỡ phải lo toan, đỡ phải nghĩ ngợi điều này điều kia. Cho nên tu hành đến cái quả cuối, quả sa di là phải tu như vậy. Cư sĩ thì phải cất giữ tiền bạc, vì anh chưa tu đến, anh tu hết sinh khổ thôi. Cư sĩ làm sao tu? Cư sĩ chỉ tu đến hết sinh khổ thôi. Nếu anh không tiến tới 10 giới sa di thì anh không hết, không hoàn toàn giải thoát. Nhưng khi đến duyên rồi, vợ chồng nuôi nhau ẩn tu rồi thì phải sống 10 giới sa di như một vị tăng thì anh mới thành Phật. Thế bây giờ thì anh có đồng tiền đồng bạc anh lại lo toan. Thế cư sĩ thì phải có tiền bạc. Hạnh phúc của người cư sĩ là hạnh phúc về tài sản, hạnh phúc về con cái. Thế bây giờ họ chỉ tu hết đến sinh khổ thôi, sinh sống không khổ đau thôi. Đó. Họ được hạnh phúc cái điều đó. Hạnh phúc đây là hạnh phúc, hạnh phúc của một bậc thánh cư sĩ thôi. Thế cho nên họ không khổ đau, họ không sầu não, họ không gì cả. Nhưng họ sống tập giới đức giới hạnh, năm giới cư sĩ, họ sẽ được an lành, mà họ tiến thêm thì họ sẽ được thanh thản, cuộc sống được, họ tăng từng giới một, cho nên mới phải thọ bát quan trai. Nhưng trong cái bát quan trai nó có không cất giữ tiền bạc không? Có chứ. Trong thọ bát quan trai không có cái giới gì. Nằm giường cao rộng lớn và cất giữ tiền bạc là hai cái giới này Phật bỏ. Phật chỉ giữ lại 8 giới thôi để thọ cư sĩ thọ bát quan trai. Thậm chí có những cư sĩ tu đến 8 bát quan trai giới. 8 giới thôi, bỏ 2 giới, nằm giường cao rộng lớn cất giữ tiền bạc đi. Mà cư sĩ đó chứng đạo. À, trưởng lão bảo 8 giới có khi còn chứng đạo rồi. À, vì người ta hiểu giới. Người ta có giới đức giới hạnh, người ta đi cái cửa sống giới đức giới hạnh để phá vô minh. Tăng ni sống theo giới cũng để phá vô minh. Sống theo giới để phá vô minh. À, vì tâm thanh thản nó lạc cái mình đấy, không cần thiết. Tiền bạc không thèm, không ham muốn. Tiền bạc không ham muốn, uy vũ không khuất phục. Thế như vậy là 10 giới để rèn nhân cách đạo đức của một vị cư sĩ này, 5 giới để rèn nhân cách đạo đức của một cư sĩ, 10 giới để rèn đạo đức của một thánh tăng, thánh sa di. Thế cho nên sa di là chứng đạo mà. Ngày xưa tóc rơi xuống đất chứng đạo mà, bê bình bát trên tay chứng đạo mà. Vì ngày nay người ta chấp thủ vào giới. Cho nên đại thừa thì mang giới ra tụng, tu hình thức. Rồi chấp thủ thì mang giới ra tu hình thức, tu làm bộ làm giả, tu hình thức nhốt mình trong giới.
không có tri kiến giới luật, không biết rèn nhân cách đạo đức, cho nên ai ai cũng khoe giữ giới, ai cũng tôi giữ giới tốt lắm, giới luật làm thầy, ông nào cũng hô giới luật làm thầy, tất cả một đám người giới luật làm thầy, xong ra thì có thành người không? Sư thấy đã ai thành người chưa? Sư thấy chúng ta ngay trong nội bộ chúng ta thôi, sư gặp nhiều chưa? Có ngã mạn không? Nó còn khinh người, khinh anh em, khinh, nó còn vênh vác, cống cao ngã mạn hơn người bình thường. Nó còn phân bì với nhau, nó còn phá phách, rồi nó còn sân hận, nó còn đủ các thứ luôn à. Đúng không? Nhóm này nhóm kia còn có khi còn nhòm ngó, rồi hám vì ham quả A-la-hán, ham chứng đạo cho nên mong giữ giới thành Phật, cho nên bị chấp kẹp vào cái chỗ này. Cho nên sống với nhau nó có được tử tế đâu. Sư thấy có tử tế không? Sư nghĩ có tử tế không? Không. Thầy biết rằng có những ông tỳ kheo cầm trong tay 4 tỷ bạc, mà trong khi bao nhiêu Phật tử không có thất tu, trong khi không có trú xứ, không có cái gì cả, ông ta xây cái nhà 2 tầng, 3 tầng, mấy tỷ. Có tử tế không? Sư nghĩ đấy, học trò chúng ta, nguyên thủy chúng ta hẳn hoi đấy nhá. Tử tế chưa? Ông mà tử tế, ông mà đạo đức ly tham, ông mà đạo đức thanh tịnh thật sự của một bậc thánh tăng, ông mà tu chứng đạo, thì cái số tiền này ông phải là từ bi. Ông phải là xây thất theo đúng đạo pháp, xây thất cho tăng ni cư sĩ, giúp đỡ căng tăng ni cư sĩ Phật tử tu học. Ông phải xả thân cho đại nghiệp. Chứ ông là tỳ kheo, ông xây cái nhà to tướng rồi. Hả? Ông mua cái xe ô tô. Hả? Trong khi bao nhiêu anh em huynh đệ, bao nhiêu người Phật tử cư sĩ còn không có thất tu, bao nhiêu chú xứ cần. Có rồi, sư bảo có không? Có ô tô đó. Hả? Có nhà lầu đó. Mua đất, mua đai đó. Sư bảo tử tế đó. 250 giới ông khoe, ông giữ giới miên mật đó, giữ kinh lắm đó. Mà ông có nhân cách đạo đức không? Sư bỏ ở đây có nhân cách đạo đức không? Sư gặp hết chưa? Sư kiểm tra lại hết chưa? Sư về đây sư thấy thầy Pháp Lưu không khoe, nhưng thầy Pháp Lưu nói là phải làm. 2 năm trời nay sư thấy có mỗi cái xe đạp để lao động, để chở vật liệu, giúp đỡ mọi người làm thất. Thầy Pháp Lưu có tài sản gì đâu, có ô tô đâu, có nhà cao lớn đâu, có cái máy nhà tranh, còn phải nhường học trò để ra nghĩa địa ở. Tham hay không nó ở chỗ đó, ngã mạn hay không nó ở chỗ đó, danh lợi hay không nó ở chỗ đó. Sư nghĩ là thầy Pháp Lưu không có ai cúng dường á. Thầy Pháp Lưu ở đây ấy, hỏi mấy trò đây này, thầy Pháp Lưu giúp gia đình hết khổ, nghèo khổ rất nhiều người, hàng trăm người rồi. Bao nhiêu người hết bệnh tật, riêng cái tiền mà để họ, họ ông bác sĩ, họ trả cho bác sĩ mà họ 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 tri ân. Chẳng qua thầy Pháp Lưu không có nhận vì họ nghèo khổ bệnh tật. Rồi cũng có những người phước đức chứ, những người người ta có đức hạnh, người ta vừa được phước cho người ta vừa lại có phước cúng dường chứ, có chánh pháp chứ, người ta nhân phước lên chứ. Thế thì ở đây thì làm sao thầy Pháp Lưu không có cái tiền? Người ta tri ân chứ, có phước thì có đức thì có phước chứ. Người ta tri ân, người ta không có mà lại học trò mà không giúp thầy, sao có cái làng đẹp thế này? Trưởng lão không có, trưởng lão không không có phước thì làm sao trưởng lão xây tu viện to như thế? Trưởng lão xây bao nhiêu thất, hàng trăm cái thất như thế? Trưởng lão tiền trưởng lão lấy đâu ra? Trưởng lão lấy từ cái phước của trưởng lão, lấy từ cái đức của trưởng lão mà ra. Có đức thì có phước chứ, này chứ trưởng lão không lừa đảo ai. Trưởng lão gieo duyên cho bao nhiêu người hết khổ chứ, trưởng lão không ăn trên ngồi chốc. Thế mà ngài có một đống phước như thế mà ngài vẫn ba cái y cũ, vẫn sống như thế, sống trong một đống phước như thế mà vẫn sống như thế, chứ không có ngài có ô tô đẹp đâu, ngài có y áo đẹp đâu, ngài có cái gì là của ngài đâu. Ngài xây tu viện cho mọi người và ngài sống hòa ái, ngài không, ngài vẫn một cái thất cũ tre nữa, một cái thất đạm bạc gọn gàng ha.
Thế thì chúng ta phải hiểu đây là Ngài là người ly tham. Còn chúng ta có ly tham chưa? Sư thấy ly tham chưa? Sư thấy ly sân chưa? Sư thấy ly si chưa? Các vị cứ bảo hết si si mà sao các vị sống theo si mê dục lạc như thế? Sao vị rước đi? Vị sống đạo đức suốt ngày nói đạo đức nhân bản nhân quả. Có tiền thì mua cái xe ô tô tiền tỷ sao? À, không biết thương anh em huynh đệ sao? Anh em huynh đệ ai không theo phe mình thì xua đuổi tìm cách khéo léo. Đẩy đi. Sân hận, đuổi đi. Rồi bè phái. Ai theo mình thì bè phái. Ai danh lợi với nhau, còn ai không theo thì gì? Đuổi đi. Trong khi đó anh em huynh đệ áo rách, tu hành không biết thương. Thất ở không có, không biết thương. Mình mua cái xe ô tô đi. Nhà mình có, không biết bố thí phước. Đức Phật được cúng dường, Đức Phật bố thí phước cho người khác tu. Bố thí cho phước cho người nghèo khổ tu, bố thí phước. Phước cho người tăng ni tu là lấy cái phước. Cho nên trưởng lão bảo phước của thầy các con có ăn trăm năm không hết ở chỗ này. Các con chỉ việc tu đi. Phước của thầy có, bởi vì thầy dạy được người hết khổ. Chả lẽ người ta không biết ơn hay sao? Bây giờ có cái ông ung thư, nhà giàu. Ông bệnh tật nhà giàu khớp gối. Ông ta chữa bao nhiêu nơi không khỏi. Đúng không? Ta có pháp bảo trong tay. Ta bố thí phước cho ông. Đúng không? Khi ông hiểu đạo ra, ta bố thí phước cho ông. Ông khỏi phải đi bệnh viện. Ông đi bệnh viện, ông chữa hết tỷ. À, thôi ta bố thí phước cho ông, ta chẳng đòi gì. Họ có sống vô ơn không? Sư nghĩ họ sống vô ơn không? Không. Thì họ phải biết ơn, kính ơn mà cúng dường thầy. Nhưng mà họ cúng dường thầy không có đòi hỏi. Không có đòi hỏi. Tùy cái tâm của họ. Với tri ân với Phật, tri ân với Pháp, tri ân với Tăng. Thầy không bao giờ kêu gọi ai hồn phước, không kêu gọi ai cúng dường hết. Thầy việc gì thầy phải kêu gọi người ta cúng dường. Thầy có pháp bảo trong tay, thầy có kinh nghiệm, có trí tuệ trong tay. Thầy việc gì thầy phải kêu gọi ai cúng dường. Thầy không cần làm cái việc ấy. Mà người ta sẽ phải tri ân cúng dường thầy. Bởi vì làm người được thầy cứu, cứu giúp. Sao ai vô ơn? Dù ít nhà nghèo, thầy nhận một nắm cơm cho làm vui, cho người ta hoan hỉ. Người giàu họ tùy tâm họ. Thầy không có ép, thầy không có gạ gẫm, thầy không có phải đi mời mọc ai. Thóc đâu bồ câu đấy, nhà có thóc, chim bồ câu khác đến. Thầy việc gì phải đi kêu gọi ai tu theo, thầy cũng việc gì thầy phải kêu gọi ai cúng dường, thầy chẳng thèm luôn. Không thèm cái đó luôn. Ai có phước, người đó được hưởng. Ai có phước cúng dường cho chánh pháp, người đó được phúc đức. Ai có phước tu theo thầy, người đó hết bệnh tật khổ sầu. Đấy là phước của họ. Thầy chẳng việc gì thầy phải mời hết. Thầy chẳng việc gì phải đi đâu hết. Chắc gì cúng thầy ngàn vạn hecta đất, chắc gì thầy lấy cho ôm vào cho nó khổ ra. Thầy cái gì sử dụng cái phước đó để đem cho mọi người, để mình cái xoay vòng nhân quả. Người cúng dường cũng được phước đức, mà cái người hưởng cúng dường được tu hành cũng được phước đức, được phước nhân quả tốt lành, gia đình được yên ổn, cuộc sống được an lành. Như vậy thì chúng ta phải hiểu giới là hộ pháp. Chứ bây giờ ta việc gì ta phải làm một bậc sa môn nhà Phật, chẳng việc gì phải kêu gọi hết. Bởi vì mình là cái người có phước, mình là có cái người có phước tu hành, mình là cái người thành đạo, mình là cái người gì, cái người oai đức, mình là cái người giàu có nhân bản. Việc gì mình phải kêu ai, xin ai. Khất thực ở đây là khất thực, không phải đi ăn xin đâu sư nhé. Mà khất thực ở đây là xin bát cơm ăn để tu hành. Có nghĩa là ăn xin nhưng không phải ăn mày. Ăn xin cao thượng, tôi bỏ những cái tham lam, danh lợi ở đời mà tập rèn. Khất thực là để rèn cho mình một cái đức tính nhẫn nhục, cao thượng. Bây giờ sư bê bát đi khất thực, mà ở đời người ta chê bai, người ta mắng chửi hoặc người, thì mình cũng nhẫn nhục, mình tập cho mình cái đức tính nhẫn nhục cúi đầu, không tranh cãi lại. Đúng không? Khất thực là để ly dục đi ác pháp mà.
Khất thực cũng là để mình không tham lam, mình không nhận tiền bạc, để mình không tham lam, mình chỉ xin bát cơm ăn nuôi thân, tức là ở đây là mình xả bỏ danh lợi mà đi khất thực, để tập cho ta một cái đức tính gì? Ly tham, làm người ăn xin tu hành, không còn tham danh tham lợi, để cho ta rèn cho tu cho đến ngày thành đạo. Khi đến thành đạo rồi, thành đạo rồi thì người ta cúng dường mình đi khất thực chứ, có cơm ăn đi khất thực chứ, tu thành rồi. Cho nên đã khất thực rồi, tu thành đạo rồi thì không còn đi khất thực nữa. Còn chưa tu thành thì phải đi khất thực để rèn đức tính cho mình. Thế cho nên cái vị Đề Bà Đạt Đa bị bắt Phật đi khất thực cả đời, Đức Phật bác bỏ luôn. Sư hiểu chưa? Ngài không đi khất thực nhưng Ngài cũng chỉ ăn bữa thôi. Nhưng cái phần cúng dường cũng là đức, là của đàn na tín thí gì? Bố thí cho mình. Thì mình cứ thế mà yên ổn sống mà tu, không còn tham nữa, tham danh tham lợi nữa. Ở đây là cái người đã viên dung. Trưởng lão cuối đời, trưởng lão có đi khất thực đâu, trưởng lão chỉ dạy người khất thực, và Ngài làm gương khất thực trong tu viện. Ngài vẫn bê bát đi ăn một bữa. Ví dụ bây giờ sư thành đạo rồi, sư chỉ bê cái bát đi xin ăn một bữa, có thể xin ăn ở đâu, hoặc hôm nay Đức Phật dạy hôm nay có người cúng dường rồi thì ngày mai không đi khất thực nữa. Ông đi khất thực chứ? Ông đi khất thực là ông vẫn còn tham. À, ông không biết gì đạo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả là mình có phước, người ta cúng cho mình nuôi tu rồi thì không đi khất thực nữa. Mình chỉ tùy thuận, mình sống cơm ngày bữa thế thôi. Không tham lam tiền bạc danh vọng. À, có thế thôi mà cũng không hiểu, cứ phải bê bát đi mãi mãi. Thế đường tu còn dài, khất thực xong xả ly tham rồi thì phải nhập thất độc cư, tiến vào thiền định chứ. Khất thực mãi sao thành đạo? Có những cái tỳ kheo bây giờ còn vui thú với cái việc khất thực đó. Đi khất thực để làm vui, rời ơi là rời, nghĩ rằng tao bây giờ tao ăn mày tao buông bỏ đi tao sướng quá rồi. Tao không, tao thành cái người lười nhác, tao không phải làm. Tao chỉ xin cơm ăn, tao không phải làm, tao được đi chơi. Bê bát đi khất thực để khoe cái danh, để được chúng sinh tán thán ta là một bậc thánh tăng. Nhiều lắm đó. Bây giờ tham cái y cái bát đi khất thực để khoe này, để được đi chơi này, có cơm ăn sẵn này, chúng sinh cho này, được đi chơi này, được nhàn tản, không phải lao động, không phải làm việc này, không phải gì, được nhàn tản này, rồi được tán thán này. Ai đến cư sĩ họ cũng bắt bắt mặc áo vàng đi khất thực theo họ để thành đoàn. Họ nghĩ là đó là lập tăng đoàn. Ai đến cũng đè đầu cái cổ nó khất thực để cho con nó có đủ người đi khất thực để thành tăng đoàn, cho được cư sĩ tán thán mình là cái tăng đoàn tỳ kheo đức hạnh. Tu danh, trưởng lão bảo tu cái danh. Trưởng lão bảo các con mà tu cái danh, tu cái lợi ích thì bà thầy biết bao giờ các con chứng đạo đấy. Ôm y bát để khoe đời là một, để mưu lợi cái danh. Ôm y bát đi để nghĩ để được du chơi nhàn tản, để sống theo hỷ dục thiệt, hỷ lạc tưởng, nghĩ là mình chứng đạo. Đạo Phật là ly dục ly ác pháp. Cuối cùng bây giờ các vị tu lại tăng thưởng ác dục, tăng trưởng ngã mạn. Phải hiểu được cái chỗ này à? Không hiểu là giết mình, sai một ly đi một dặm cái chỗ này à? Mình phải quay vào trong tự mình rèn ý thức đạo đức của mình, rèn chính bản thân mình, nhờ giới luật, lấy mang giới luật ra làm cái bè qua sông, để rèn đạo đức của mình, để mình trở thành một cái người tâm ly tham ly sân ly si, tâm ly dục ly ác pháp, để ta rèn cho một cái đức tính viên dung, đức tính thanh bạch. Chứ không phải phải cái giới đó để các vị nhốt mình vào, không phải cái giới đó để đem ra khoe. Cái giới không phải đem ra khoe. Trưởng lão bảo tu thì đừng có khoe giới. Cái tâm mà muốn khoe giới là cái tâm rồi, cái giới đó không phải để trói mình. Cái giới đó cũng không phải để các vị sống ngoài giới luật, phóng túng. Phóng túng rồi là sống phá giới, bẻ vụn giới. Cho nên con đường trung đạo của Phật nó chính là như vậy. Thế còn anh trong tăng đoàn mà anh sống trong một tăng đoàn mà anh không giữ giới thì kheo anh sẽ gây ra loạn chúng tăng. Không thanh quy mà. Ông nào cũng tùy ý, thích làm theo ý mình. Không có nề nếp tăng đoàn thì tăng đoàn đó. Tăng đoàn thì trăm người thì trăm ý. Hả? Đúng không sư? Nó không có thanh quy. Trăm người trăm ý, mỗi người một kiểu, nó không có đồng nhất. Không thể lục hòa được khi mà mỗi trăm người trăm ý được. Cho nên để giữ an ổn tăng đoàn, để rèn cái đức thánh tỳ kheo thì phải có bộ luật giới tỳ kheo. Anh phải sống chấp nhận, anh phải vui vẻ, anh chấp nhận sống trong tăng đoàn, anh phải sống như thế. Còn không thì thôi, anh về nhà mà làm cư sĩ. Cho nên trưởng lão mới đuổi một số vị về làm cư sĩ đó.
Anh sống nó không đúng. Cái tâm ý, cái đạo đức không bằng, tranh giành nhau. Cái sống trong tăng đoàn mà nuôi 7 trẻ con ấy không bằng cư sĩ. Cho nên một cái tăng, vị tăng cạo đầu xuất gia mà cái đạo đức sống không bằng một cư sĩ. Ngã mạn, kênh kiệu rồi là hung ác rồi, sống không nhân không nghĩa. Bất nhân bất nghĩa, sống không đạo đức, sống không có lòng yêu thương, sống không có gì. Không có nhân bản. Sống không theo nhân quả lành. Cho nên là chấp trước, nhỏ nhen. Trưởng lão, Đức Phật bỏ tu mà không chứng đạo thì không khác bầy trẻ con. Tại sao bầy trẻ con? Bầy trẻ con nó mới tranh nhau cái chùa, tranh nhau cái tu viện, tranh nhau đất nhà anh, đất nhà tôi. Tranh nhau tôi làm cái này, anh làm cái này. Mới tụ tập bàn luận, mới giành giật lẫn nhau. Rồi. Lúc thì vui thì tụ tập nhau lại, mèo khen mèo dài đuôi. Ông này khen ông kia. À. Lúc thì bè phái, rồi mang y bát đập vào mặt nhau. Cho nên có lần thầy có nói một đội tăng chúng tụ tập với nhau. Thầy nhìn thấy cái đức hạnh, thầy bảo 37, 21 ngày rồi sẽ vác bát chìa vào mặt nhau. Đúng thật, tháng sau tạc. Vì sao? Vì không có biết tu giới luật, vì không có biết tu đức hạnh, không biết rèn nhân cách đạo đức. Chứ sư thấy làng thầy đây có ai tranh nhau thất đâu. Ở làng thầy đây có ai tranh luận giáo pháp đâu. Ở làng thầy đây có ai bàn luận giáo pháp không? Sư đến đây mấy ngày thử một tuần xem. Cư sĩ người ta còn chẳng thèm bàn. Có ai bàn tu thế này tu thế kia đâu. Mọi người trong làng đây có ai bàn tôi tu thế này anh tu thế này đâu. Có ai tranh cãi với nhau cái việc tu hành đâu. Người ta tự nỗ lực lặng lẽ tu hành, hiền như cục đất. Đấy mới là nhân cách và đạo đức. Cho nên ở làng là rèn lấy giới, rèn nhân cách đạo đức. Cho nên sư thấy mọi người đây, sư cứ ở đây một tuần thôi. Mọi người nghiêm trì 10 giới. Ai cũng nhẹ nhàng, thanh thản, ai cũng mạnh khỏe, an vui mà hiền lành như cục đất. Đây là người ta trì giới. Tâm người ta bắt đầu tiến tới quả vô lậu. Chứ không phải là... Cho nên hôm qua sư có nói là bắt cái ông thầy quán gì đó. Trung tâm UNESCO. Qua nói sư đưa nói chuyện đấy. Tại sao thầy không nói gì? Tại sao thầy Pháp Lưu không nói gì? Rồi tụ tập nhau lại để bàn bạc cái việc học Phật học thế này, Phật học thế này rồi. Rồi là tụ tập nhau lại để thành thành ra một cái này cái kia rồi để mà bàn bạc giáo lý. Ngày xưa Đức Phật không có bàn bạc giáo lý. Không cho ghi chép kinh sách. Vì sao? Ngài chỉ giảng dạy chân lý cho thông suốt và Ngài dạy thực pháp hành. Dạy tu giới luật và dạy thực hành pháp hành. Ngài không việc gì Ngài phải bàn luận giáo lý. Không việc gì phải tranh cãi giáo lý với ai. Không việc gì phải nghiên cứu gì hết. Mà Ngài giảng dạy, thông hiểu rồi thì thực hành. Thực hành thì chứng đạo. Cho nên không có kinh có sách. Sau này ông Anan mới tổng hợp lại những cái lời Phật dạy thành kinh thành sách. Mới thành trương bộ. Ví dụ tổng hợp lại 100 ông tốt lành để đến học đạo Phật gọi là chư thiên tương ưng thì có 100 ông. Mới có từng phẩm, từng đoạn một. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người, tức là 10 người. Đến 20 người, 30 người một nhóm. Thì gọi là tương ưng bộ. Gọi là từng chương, từng phẩm, từng bộ. Nó tương ưng nhau. Có phẩm ngạ quỷ, những người đau khổ đến thì Đức Phật giảng hòa, chia bày chân lý và Ngài giảng pháp hành cho thành đạo. Những người đau khổ thì gọi là phẩm ngạ quỷ. Hả? Phẩm ngạ quỷ đó có hàng trăm ngạ quỷ. Tức là hàng trăm con người đau khổ, chứ không phải con quỷ. Nó mới thành chương, thành bộ, thành phẩm ấy. Chư thiên tương ưng, ngạ quỷ, A-la-hán. Hả? Sư thấy cái mường tượng ra cái kinh Nikaya nó đúng không? Nó logic không? À, nó phân ra từng bộ là như vậy. Hả? Nó phân ra từng bộ là như vậy. Sa môn quả là những người đã thành hạnh sa môn quả. Hả? Cho nên nó mới có câu chuyện Anan kể lại. Thế ở đây nhiều người tu trong một cái bộ kinh đó. Nhiều đặc tướng tu. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và người ta tu thành đạo khác nhau nhưng nó tương ưng nhau cái nhóm ấy. Có người thì tu pháp quán, có người thì phải tu pháp gì? Pháp niệm, có người phải tu gì? Tu giới. Thế cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu là con đường của đạo Phật nó là như thế. Là ly dục ly ác pháp, nên lấy giới để rèn mình, để cho tâm ta được thanh thản, sống trong giới để cho rèn nhân cách đạo đức, nhờ có cái nhân cách đạo đức giới đức giới hạnh đó mà tâm hồn thanh tịnh thì gọi là giới hành thanh tịnh,
sư nhé. Nhờ ta sống trong giới, lấy giới ra để rèn rũa đạo đức con người, rèn rũa nhân cách mình mà tâm hồn được thanh tịnh, được thanh thản, an lạc thì gọi là giới hành thanh tịnh. Anh giữ 250 giới mà cái tâm hồn anh nó tham lam, nó không thanh thản, an lạc. Nó không, nó chấp cái này, cái kia, nó sân hận thì anh chưa phải là giới hành thanh tịnh. Anh giữ 250 giới mà sân hận thì anh chưa phải là giới hành thanh tịnh. Bởi vì anh tu sai giới, chấp thủ giới, anh tu cái cột nhà, tu hòn đá. Sư thấy thông suốt chỗ này chưa? Sai, trưởng lão bảo sai một ly đi một dặm, phải thân cận các bậc thiện hữu tri thức. Người ta giảng bày cho thân cận để thưa hỏi, giảng bày cho. Chứ không sai một ly đi một dặm, cứ đọc sách mà tu, chấp hết vào đó. Trưởng lão bảo các con chớ có coi kinh sách băng đĩa lời giảng của thầy là pháp bảo là quý giá, để rồi chấp chặt vào đó. Cái tâm các con có tu thế nào, sáng suốt, thông suốt thế nào, thiện xảo thế nào, thấm nhuần tẩm ướt thế nào, nó mới là cái cốt lõi. Các con mới lấy chính mình làm hòn đảo, các con chấp vào đó. Chấp đoạn, đem cái đoạn lớp 1, thầy dạy lớp 1 ra chấp cho lớp 8. Đem cái loại lớp 8 ra chấp cho lớp 1. Không hiểu lớp lang tu học là gì, không có hiểu thứ lớp tu học, giới định tuệ là gì. Năm cái lớp đầu tiên là tu giới, tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng là tu giới. Ba cái lớp sau là tu định, tứ tránh cần, tránh niệm, tránh định. Trưởng lão đó phải nên 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 các cái phe phái người ta bảo ông thông lạc chia ra như thế là sai, nhưng không sai một tí nào. Con đường bát chánh đạo, giới định tuệ, còn tu tuệ là cái lớp cuối cùng. Tu tuệ là tự triển khai chi kiến giải thoát, tự triển khai tuệ tâm minh nhờ có thiền định. Cho nên có giới thì có định, mà có định thì có tuệ, có giới thì có nhân cách đạo đức. Nhờ có nhân cách đạo đức tốt lành mà tâm được thanh thản, an lạc, thì tâm vô lậu, không còn phóng dật. Không còn phóng dật thì tâm bất động, tâm bất động thì ngay đó sơ thiền. Sư thấy đúng là con đường có giới thì có định chưa? Sống phá giới có định không? Sống chấp thủ giới có định không? Ông tu sai hết. Thế cho nên vì giữ giới khổ, vì lo giữ giới thành Phật, cho nên là gì? Cái mặt nó mới cau cau có vào. Nó mới chấp trước, nó mới khó chịu, nó mới ức chế. Tu thì đơ đơ cái đầu ra, xong rồi tu thì thân xác tiểu tụy như con ma không hồn. Tu thì gì? Khổ hạnh ngồi thiền để nhịn ăn, ép xác khổ hạnh. Tu thì để cho mình cứ nghĩ là giữ giới đó thành Phật. Ngồi thiền nhịn ăn như cái ông ở, ở Ấn Độ ngồi thì 6 tháng Đức Phật bảo tu tưởng đó. Thầy Pháp Lưu đã nhịn ăn 3 tháng liền rồi. Cái trò đấy ép xác khổ hạnh rồi nằm giữ định như thế, giữ chặt và định như thế, thầy Pháp Lưu làm lâu rồi mà còn không thành đạo, vẫn sân si, vẫn không có đức hạnh, vẫn không có thanh thản. Cái trò đấy là trò tưởng là mình thành đạo, không phải đâu, mà là ly dục ly ác pháp, mà là thâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu tâm không thanh thản an lạc vô sự còn sân si thì chưa phải là người thành đạo. Còn sống tham lam, còn sống gì tăng thượng mạng, còn sống gì nghi ngờ, chưa thấy đường cho nên nghi ngờ, vì nghi ngờ cho nên mới bè phái lẫn nhau, vì nay chạy theo chỗ này mai chạy chỗ kia. Cái người không còn nghi ngờ, họ một đường, họ theo đường họ tu, họ không có chạy chỗ này chỗ kia. Nay thì gặp ông thầy này thì ông này mới là a la hán, ông này mới giữ 250 giới, mai ông ta hở cơ ra, ông tái lại, ông kia mới là a la hán, chạy như đàn vịt ấy. Phật tử cư sĩ nhà chúng ta bây giờ chạy không khác như một đàn vịt. Đồng này có lúa chạy sang, đồng kia có lúa chạy sang. Hôm nay chê đứng núi nọ trông núi kia. Nó không giác ngộ. Nó không tự lấy mình làm hòn đảo để nương tựa, nó không thân cận các bậc thiện hữu tri thức. Lúc thì phóng túng, lúc thì chấp thủ. Kẹt hết. Xong rồi ngồi tụ tập với nhau như đạo. Trưởng lão bảo không được thành lập đạo tràng như là đại thừa. Bây giờ lại tuyên bố với nhau thành lập đạo tràng, tụ tập sinh hoạt. Không khác đại thừa nữa. Nó sinh ra cái chốn tu lao sao. Rồi hội họp nghị sự bàn luận, không biết giữ giới hạnh, sống một mình. Sống một mình. Thế rồi cái thầy nói hôm nay đây cho sư hiểu rồi, chấp vào cái y cái áo, chấp vào hình tướng. Chấp vào hình tướng. Thế ngày xưa thầy mới nói chuyện với sư thế này, để sư hiểu này.
Ngày xưa tại sao có y áo đại thừa, sư biết không? Sư biết tại sao cái y áo đại thừa rộng tay không? Ngày xưa cái như cái vị mà truyền bá đạo Phật của Trung Quốc ấy cũng mang cái hình tướng ban đầu của Ấn Độ, mà cái y y y vắt y khất sĩ để sang bên Trung Quốc hoằng pháp. Nhưng mà sang bên Trung Quốc ấy mà đi ăn xin khất thực ấy, giữ truyền thống khất thực mà đi ăn xin đấy, mà mặc y áo nhách, cái y áo mà đi chân đất như thế, dân chúng người ta không nghe. Bởi vì truyền thống của Trung Quốc là truyền thống thế thế trị, thế quyền, chứ không phải đời sống thần quyền, không phải đời sống tăng quyền. Ấn Độ thì đi khất thực Ấn Độ thì ai mà sống khổ hạnh là dân chúng nó mới kính quý. Còn sang Trung Quốc mà khổ hạnh như vậy nó bảo gì? Ăn mày. Mà ăn mày là ai? Ăn mày là cái bang. Cái đám cái bang ở bên Trung Quốc nói chả ai nghe, dân chúng nó thèm nghe à. Thế nên các vị phải truyền bá qua các vị vua chúa, qua viện học Khổng Tử, mà vào đó để lấy oai giảng đạo thì phải mặc cái y áo giống vua quan, phải có áo vàng nhé. Thời Đức Phật không áo vàng đâu, suy nhá. Người ta mặc theo cái phong tục của người Ấn Độ, nhé sư nhé. Thế thì ở đây chúng ta phải hiểu cái văn hóa Phật giáo truyền thống. Thế thì mới mặc cái áo giống vua quan thì nói, thì ngồi trên đó nói thì dân chúng mới nghe theo. À, rồi ông bắt đầu ông các ông tổ nhà chúng ta bắt đầu mượn vào vua quan, ông học trong viện Khổng Tử cũng đọc thuộc lòng kinh sách. Đọc thuộc lòng kinh sách thì mới cho học kinh sách theo kiểu học vẹt nho khẩu mà. Thì mới có cái để tụng gõ cốc 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 cốc, cái mõ để giữ chứ, không thì học không đều, đọc không đều nó loạn. Thế rồi mới sinh ra cái chuông để đánh ngắt hồi, mới có chuông mõ từ Ấn Độ, có chuông mõ từ Trung Quốc. Chứ ở Ấn Độ ngày xưa Đức Phật dạy làm gì có chuông mõ, làm gì có tụng kinh, làm gì có cái y áo rộng như thế. Đây là Đại Thừa Trung Hoa. Thế sau này nó biến tướng đạo Phật đi, nó biến tướng đạo Phật đi, nó thành ra cái trò tụng kinh gõ mõ và cái y áo như bây giờ. À, thế thì bây giờ chúng ta hiểu ra cái truyền thống nó là như vậy. Thế bây giờ ta quay trở lại đạo Phật gốc thì đừng có chấp ở y và áo. À, địa phương nào cái truyền thống y áo thế nào thuận duyên tu hành chúng ta cứ tu, nhưng mà ở đây tùy thuận nhưng không bị kéo theo. Chúng ta phải tổ chức đời sống ly tham, con đường bát chánh đạo đúng như Phật dạy. Tổ chức cái con đường ly dục ly ác pháp và tu tập 37 pháp môn trợ đạo, tu tập giới định tuệ đúng như Phật dạy, thì dù y áo đại thừa, y áo năm tông, y áo khất sĩ, y áo Miến Điện, y áo Việt Nam, y áo gì cũng thành Phật hết. Sao phải chấp đó? Sao phải phân biệt tôi mặc áo đại thừa, sao anh mặc áo khất sĩ, tôi áo khất sĩ, cứ phải cái áo cái y khất sĩ mới thành Phật được. Thế cho nên có những sư Nam Tông mới nói trưởng lão là ông tu nguyên thủy mà ông chẳng có mặc y áo khất sĩ. Tôi có thế nào tôi mặc như thế, ông chả có hiểu cái gì cả. Sau này mới có cái thầy mới nói cái chuyện là tại sao có y áo đồng nhất giống Phật. Cái thời Đức Phật hoằng pháp đầu tiên đấy, ngày nhận 10 đại đệ tử ấy, là mỗi ông mặc kiểu, chả ông nào mặc ông giống ông nào. Tâm người ta ly tham hết rồi, người ta không bì tị lẫn nhau, sư nhé. Ông Phật thì đắp cái y phấn tảo, là ông nhặt cái vải tẩm liệm người chết bờ sông, ông quấn thành y áo. Ông A Nan từ cung vua đi ra theo ông Phật, ông ấy vẫn mặc y áo nai nịt gọn gàng thế nhé. Ông Tu Bồ Đề mặc cái bậc nhà bậc phú gia, mặc đến rách cái áo thôi. Cái áo ông Tu Bồ Đề là cái áo của người người ở Trung Ấn Độ, cái áo của như cái ông, mấy cái ông mà các vị không có tu chứng, các vị không nhìn thấy hình ảnh ông Tu Bồ Đề. Bây giờ thầy có thể thầy tả lại hình ảnh Phật, tả lại hình ảnh các đại đệ tử, nhưng để làm gì? Tả lại nó sẽ sinh ra cãi nhau, sư nhé. Cãi nhau là tôi hành Phật thế này, đây là truyền thống, sao ông lại sửa đi? Nhưng mà sửa làm gì? Thôi thì nhân gian họ tín Phật, họ vẽ hình ảnh thế nào tùy họ, miễn làm sao họ tín tâm. Ông Phật Trung Quốc thì béo ị, à, béo. Ông Phật Thái Lan thì tóc búi trên đầu, ông Phật Trung Quốc thì tóc xoăn xoăn, hả? Mặt vuông vuông, ông Phật Thái Lan thì mặt nõn nà theo cái dân Thái mà. Dân Thái Miến thì nó thích đẹp, à nó thích cái kiểu ấy mà, tóc búi trên đầu,
xong rồi da rẻ trắng múp rồi. Đức Phật là người Đông Ấn, Đức Phật da ngăm nâu, thân hình vạm vỡ, ngài quắc thước, ngài rất là phong trần, nên ngài cũng phải như thế đâu. Mà có cái nào bây giờ cãi nhau, đưa ra thì nó cãi nhau, nó bảo ông nhìn thấy Phật thì ai chứng minh cho ông? Họ có tu vào thiền định đâu mà họ nhìn thấy, họ tam minh đâu mà nhìn thấy. Thế cho nên ở đây là họ hiểu sai. Tranh cãi làm gì, cái chuyện hình ảnh Phật, nhưng cái y cái áo cũng không nên tranh cãi. Con đường nó sáng rồi, y áo nào cũng thành Phật hết. Thế nó bảo ông Thông Lạc mặc y áo đại thừa, ông này nhố nhác. Cái thời Đức Phật mặc như thế, A Nan mặc nay thì thuận là ông Tu Bồ Đề mặc, ông Ca Diếp vẫn mặc cái y áo ở nhà đi mà ông ấy mặc đến rách. Ngày xưa dân tình nó nghèo, nó không có váy lụa cúng như bây giờ. Ông ấy phải xin những mảnh vải đi xin khất thực đến đâu nó rách ấy. Gai nó cào rách ông ấy vá lại để mặc. Ngày xưa nó nghèo, giới Ấn Độ, nghèo dân chúng Ấn Độ. Thế thì xin các bà, các chị mảnh vải vá vào. Vá vào thì nó mới mảnh xanh, mảnh đỏ, mảnh tím, mảnh vàng, mảnh trắng, nó gọi y bá nạp. Ông Ca Diếp mặc áo rách, rách tơi tả, cứ rách đâu vá chẳng vá đục ấy, gọi là y bá nạp. Ông Phật mặc y phấn tảo, Ca Diếp mặc cái y bá nạp. Ông Tu Bồ Đề suốt ngày ngồi vá áo. Phật đến bên rồi mà ông vẫn ngồi im lặng vá áo, tâm bất động. Tâm bất động ngồi vá áo. Đức Phật mới nói, Tu Bồ Đề mới là người nhìn thấy ta. Cái bà Liên Hoa Sắc này không nhìn thấy Phật. Mặc dù đứng trước mặt Phật nhưng không thấy Phật. Bởi vì tâm bất động như Phật. Đứng trước mọi lao sao người ta chạy ra đón Phật mà mình vẫn bình thản như không. Mấy vị kia thì thấy Phật đến lăng xăng chạy ra. Còn ông này vẫn ngồi bình yên, biết là hôm nay Phật đến và ngồi chánh niệm, ngồi vá áo. Bất động tâm. Thế cho nên sư phải hiểu. Còn cái ông Ca Chi Niên ông mặc kiểu trí giả, mỗi ông mặc kiểu à. Thế sau này nó mới cãi nhau. Tăng đoàn đông có những kẻ tham lam, rồi những kẻ không có đức hạnh. Đông lên mà Đức Phật nổi tiếng là đông. Bắt đầu mới cãi nhau. Cãi nhau thì bây giờ cái ông trí giả, ông trí giả ông mới đề xuất là bây giờ y áo phải bằng nhau tất. Mặc giống Phật tất cho đỡ cãi nhau. Thế mới quy định là giới y áo. Ở đây là lợi hòa đồng quân. Bình đẳng như nhau thì không ông nào còn cãi nhau. Không ông nào còn tranh cãi với nhau là ông này y áo này, ông này y áo thế kia. Thế ngồi mà tu hành mà nói cãi nhau, tôi y đại thừa, anh y khất sĩ là ngu si rồi. Là chấp rồi, là cái danh tướng rồi, hình sắc rồi. Chấp ngu rồi, không hiểu lời Phật dạy, không hiểu tăng đoàn thời Đức Phật ra sao rồi. Cho nên để mà tăng đoàn ổn định, những người mới tu tăng đoàn ổn định, thì phải y áo nghiêm trang giống nhau. Ở đây Đức Phật dạy lục hòa. Để cho tăng chúng hòa hợp, Đức Phật đề ra 6 điều hòa hợp. Phải dạy mà. 6 điều hòa hợp này để rèn nhân cách đạo đức. Thân hòa đồng trụ, cùng nhau tu hành. Giới hòa đồng tu, giới luật, cùng nhau tu. Khẩu hòa vô tranh, nói nhau hòa ái, không tranh cãi. Không được tranh cãi. Không được tranh cãi giáo lý là tôi tu đúng là tôi là tôi. Trong một cái chúng không được cãi nhau. Không được bàn luận giáo lý. Ai tu người di chứng. Giữ ít nói, giữ im lặng, mà quay vào trong mà tu. Rồi gì? Lợi hòa đồng quân, y áo giống nhau. Tôi có y thế này, anh cũng có y thế này. Tôi ăn bát thế này, anh bát này không được bát to, bát nhỏ. Bởi vì người nó tu không có xả, nó như bầy trẻ con đó. Sư thấy trong nhà mà có 4 đứa con. Một nhà nào có 4 đứa con. Mà mua cho anh cái áo đẹp, mà mua cho em cái áo không đẹp thì nó sẽ cãi nhau. Hả? Cái người tu không chứng đạo nó không khác cái bầy trẻ con. Cho nên bây giờ để mà tăng chúng hòa hợp thì phải may quần áo giống nhau. Không ông nào tị với ông nào hết. Cho nên mới có cái điều 6 điều hòa hợp Đức Phật dạy. Thanh quy hòa hợp. Lợi hòa đồng quân mà. Tức là tất cả có lợi thì cùng chia đều nhau. Khẩu hòa vô tranh là không tranh cãi. Giới hòa đồng tu là giới luật thế cứ cùng nhau mà tu. Thân hòa đồng trụ nữa là. Thân hòa đồng trụ tức là bên ông thầy cùng nhau tu học. Cùng nhau tu học mà bên ông thầy cùng nhau theo ông thầy mà tu học. Thân hòa đồng trụ như anh mấy em, huynh đệ chân tay, tình thân như thủ túc. 6 điều hòa hợp mà. Để dạy con người mà, sống với nhau được tử tế. Để chỉ mục đích để dạy con người sống với nhau, đừng có tham lam, sống với nhau tử tế.
Cho nên nay mai thầy muốn là trưởng lão có dặn dò, nên thầy Pháp Lưu muốn là mình là người Việt Nam, mình là người Việt Nam sượng, thầy sẽ may cho cư sĩ toàn bộ quần áo bà ba rất là kiểu dáng Việt Nam, để khôi phục lại cái truyền thống văn hóa Việt Nam, những cái áo bà ba duyên dáng con người Việt Nam hiền lành chất phác, hả? À, để cho xây dựng lại giữ gìn giữ cái văn hóa cha ông Việt Nam yên lành, lá lành đùm lá rách, rồi là để cư sĩ mặc hết. Ngày mai thầy Pháp Lưu đặt rồi, để cho chúng ta xây dựng lại, để cho bạn bè quốc tế, để cho chúng ta nhớ lại cái sự tôn trọng cái truyền thống cha ông của chúng ta, là cha ông ta sống lành ra sao, dưới lũy tre làng cái tình cảm thân thương ra sao, bây giờ chúng ta sống như thế. Thế từ cái ý cái áo thôi, không cãi nhau nữa, khất sĩ đại thừa gì hết, cư sĩ Phật tử không có ngồi, tôi khất sĩ, tôi đại thừa, tôi theo không thầy này thì kia, các vị mặc áo bà ba hết, đến đây làng sống lành với thầy, vừa mang cái dáng vẻ quê hương Việt Nam ha. Nó thành như những cái khu mà du lịch làng quê ngày xưa đấy. Bây giờ người ta làm, người ta tổ chức cho những người hướng dẫn du lịch mặc áo bà ba ha. Người miền Nam thì có thêm cái khăn rằn nó mang cái truyền thống cha ông tốt đẹp của chúng ta. Thế chúng ta là người Việt Nam, không lai căng tây tàu của chúng ta. Thế còn khất sĩ, nếu trong tu sĩ, nếu trong tăng chúng thì nên mặc, có thể là mặc theo Phật, hoặc là có thể do quy định của tăng đoàn giáo hội Việt Nam. Ví dụ giáo hội Việt Nam một tăng đoàn riêng, người ta có thể quy định theo truyền thống dân tộc người ta, người ta có thể quy định mặc một kiểu. Nhưng mà để thuận duyên mới lại thế giới bạn bè quốc tế thì có thể chúng ta mặc theo y vấn kiểu khất sĩ. À, tùy theo cái quyết định của giáo hội, nhưng mà cái việc này là việc của quyết định của tăng đoàn, hội chúng quyết định để thống nhất về mặt y áo này, thống nhất về đường lối tu tập này, thống nhất về gì? Về giới. Cái việc để thống nhất Phật giáo thì đòi hỏi nó khó khăn lắm, bây giờ nó phe phái nhiều, nó tông phái nhiều, mỗi ông một kiểu thì nó, cái việc thống nhất Phật giáo phải chung về một con đường nó còn dài, nó đòi hỏi bao giờ mà cư sĩ Phật tử tu thống nhất hết thành một lực lượng lớn đi theo con đường của chánh pháp, các cái vị tăng sĩ đều nhận thức ra con đường của chánh pháp, và các bậc tôn túc giáo hội cao thượng sẽ thống lĩnh được, bao giờ các tăng sĩ mà thấm nhuần chánh pháp, biết rõ con đường của Phật thì giáo hội các bậc tôn túc nhẹ nhàng các ngài sẽ thống nhất được. Nhưng bây giờ mỗi ông một phe một phái, ông chùa này thế này, ông chùa kia kia, ông Nam Tông thế này, ông khất sĩ thế này, ông Tịnh Độ thế này, ông Mật Tông thế này, cái ông mặc váy, ông mặc quần, đến ngồi cãi nhau, phe ông phe tôi, thì mỗi ông cái ngã kiến mà, khó lắm, trăm người trăm ý, cho nên khó mà thống nhất được, khó mà thống nhất được về lục hòa, khó lắm chứ, làm người đứng đầu khó lắm đó, làm cái người đứng đầu phải xả thân, mà cuối cùng có khi nó còn tổn hại, có khi nó còn ấy chứ, chứ đừng có đổ cho lỗi cho các bậc tôn túc giáo hội là các ông không chịu làm gì. Các ông muốn làm nó còn khó. Đến Đức Phật còn phải bỏ lên núi 3 tháng mà về nghĩ suy nghĩ mà tìm cách để ổn định tăng đoàn nữa là các bậc tôn túc nhà chúng ta. Khó đấy. Các vị cũng muốn lắm đấy. Nhưng mà cứ bẻ được cái đầu thì cái đuôi nó lại thò ra. Bẻ được cái cánh bên phải thì cái cánh tay bên trái nó lại xòe ra. Âu không thông suốt, tăng ni không thông suốt, cư sĩ Phật tử không thông suốt, không cùng một con đường chánh pháp, khó đấy. Nên trưởng lão bảo thống nhất Phật giáo là điều khó, phải có các bậc đại trí xuất hiện. Thế rồi cái chuyện tranh chấp nhau y áo, chấp thủ mà, tu hình thức mà, chấp nhau y áo. Thế rồi thầy nói ví dụ đây này, bây giờ ông khất sĩ, ông bảo Đức Phật được khất sĩ cơ mà, mặc áo này cơ mà. Ngày xưa người ta Đức Phật tu thành Phật, người ta tu theo Phật, người ta mặc giống Phật. Chứ ngày xưa Đức Phật mà cởi trần mà thành Phật thì chắc bây giờ phe phái khất sĩ cũng sẽ có cái giới cởi trần.
Nếu Đức Phật mặc quần đùi mà tu thành Phật đấy thì chắc họ cũng mặc quần đùi, họ sẽ cãi. Tôi phải mặc quần đùi thế này mới đúng rồi mà sao anh lại mặc áo dài, quần dài? Thầy thấy cãi nhau cái y áo thầy thấy buồn cười lắm. Trưởng lão vẫn cái quần vàng đại thừa ngày mà cũ mà cái áo tràng nâu của đại thừa, ngài vẫn cái kiểu dáng như thế, nhưng ngài cái khuôn mặt ngài thong dong, thân tự tại, không làm ác, thủ dục, sống trí tuệ, oai lực. Cho nên cứ chấp vào ông mặc áo nào. Thế cho nên người ta chạy theo y áo khất sĩ, cứ thấy cái ông bề bát khất sĩ, ông này mới là vào A-la-hán này, ông này mới là khất thực như thế này, mới ông này y bát thế này mới đúng là A-la-hán này. Người ta chạy theo cái y cái áo, những vị mượn y áo làm màu làm mè ra để lừa Phật tử, nhưng mà cái tâm ý của các vị, cái đạo đức của các vị nó không ra làm sao cả. Cho nên có cái chuyện ở Hà Tĩnh 4 năm ông khất sĩ nhà chúng ta túm năm tụm ba lại bàn bạc mưu kế để làm sao để chiến đấu được ông Pháp Lưu. À, thầy biết, thầy mới bảo ông thì trên giường, ông thì dưới ghế cầm với điện thoại để bàn bạc với nhau thống nhất làm thế nào để phá được ông Pháp Lưu. Tu mà còn như thế không khác gì một bầy trẻ con. Hả? Thật là xấu hổ. Nói thì để các vị phải rút kinh nghiệm để chọn cho mình một con đường. Bây giờ biết mình khổ rồi, biết mình luân hồi, biết mình khổ đau chưa tu thành thì các vị phải quyết chí xả bỏ. Ôm pháp mà tu, ôm giới mà tu, sống độc cư mà tu. Thầy Pháp Lưu đã phải chán trường vô cùng không thành đạo. Theo cái những cái lối như thế, thầy Pháp Lưu đã phải về nằm thất đến 4 tháng độc cư. Độc cư để làm gì sư biết không? Độc cư để tu chánh niệm đó, để phòng hộ đó, là tu lớp 7, lớp 8 đó. Chứ cư sĩ thì chưa cần vội, độc cư để làm gì? Sống một mình để làm gì? Độc cư ấy là để phòng hộ các căn. Để phòng hộ cho gì? Cái mắt mình sống ở đó ly dục ly á pháp mà sống lặng lẽ để mắt này không còn đắm sắc sự, để từ bỏ tất cả, buông bỏ tất cả để mình không còn đắm nhiễm vào những cái danh lợi bên ngoài, mắt nhìn thấy người ta sung sướng mà mình không còn ham muốn, mắt nhìn thấy người ta đẹp mình cũng không còn ham muốn, mắt không đắm sắc, không còn nhìn thấy cái điều ham muốn này kia, không còn mắt nhìn thấy. Ở đây là pháp nhãn thanh tịnh, mắt mà phòng hộ mắt mình buông bỏ, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, mắt tai, phòng hộ tai là phòng hộ âm thanh nó sửa, để ly bỏ tịnh trì âm thanh. Ta sống một mình, sống để quán xét như vậy, tu hành tứ niệm xứ, quán các pháp vô thường, quán các pháp khổ, quán các pháp vô ngã, quán thân thọ tâm pháp, để từ bỏ tịnh trì âm thanh. Âm thanh là gì? Mình có nghe thấy những lời khen, mình không còn chạy theo sự, không phóng dật theo âm thanh. Nghe thấy lời chê, không còn buồn khổ, có nghĩa là mình không phóng dật theo âm thanh. Ở đây là phòng hộ sáu căn. Nghe thấy cái tiếng này, tiếng kia, nghe thấy tiếng nhạc cũng không còn thích thú. Nghe thấy tiếng lời khen không còn thích thú. Mình từ bỏ, mình quán các pháp vô thường, không còn thích thú. Nghe thấy cái tiếng chê, mình quán các pháp vô thường, khổ cả, không gì thuộc về ta, mình không còn thích thú. Phòng hộ, chánh niệm, phòng hộ, mắt tai, mũi, cái âm, cái hương sắc này, ta không còn thích thú mùi nước hương, nước hoa, thơm lừng, những cái mùi vị. Để cho ta ly bỏ cái tâm ta nó ly dục, ta nhìn người thấy mùi thối, ta không còn thấy khó chịu, bởi vì ta quán biết vạn pháp là vô thường. Quán biết vạn pháp là khổ. Thơm này cũng chạy theo thì cũng ham muốn cũng khổ. Thối này ngửi thấy khó chịu thì cũng là thọ khổ. Suy nhé. Phòng hộ mũi để ta tịnh chỉ gì? Hương vị. Chứ ta không phải là không nghe, không thấy, không biết. Ta nghe thấy biết mà không động, tức là không đắm nhiễm. Đắm nhiễm thì không động. Mũi này, lưỡi này, ăn thì mình biết, không còn đòi hỏi ăn ngon, cũng không chê ăn dở nhé. Cũng không. Cái người mà có ăn ngon mà không ăn ấy, mà lại đi chọn món dở ăn thì cũng lại là người gì ngu si. Vì ông vẫn còn phân biệt đắm nhiễm, chọn lựa.
Có người có giờ ăn thì đi đòi món ngon cũng là ngu si. Mà ở đây ta ăn uống tùy thuận. Còn cái việc ở trong tăng chúng hoặc là cái gì đó một vị thầy quyết định. Thầy quyết định cái việc ăn uống. Thế nên ở trong làng này là thầy quyết định, thầy xem xét ví dụ hôm nay người ốm thì thầy có bảo cô nấu cơm, cô phải nấu khác đi. Đây là thầy quyết định, chứ mọi người không quyết định, mọi người chỉ có. Ví dụ như thấy nó không hợp lý thì tham gia góp ý với thầy. À, trình bày với thầy, con tu thế này nó khó, thầy giúp con. À, chứ không có được tranh cãi với nhau, món ăn tôi ăn này, tôi ăn này, nó ăn thế kia. Là các vị tham lam, các vị sân si. Sân si ngay ở trong cái bếp ăn. Các vị phải buông được cái bếp ra. Có cái gì thì phải thưa hỏi thầy, chứ buông cái bếp ra. Đừng có lao vào đấy mà tranh cãi, hôm nay nấu món này món kia. Là ngu si chạy theo dục lạc. Lưỡi không phòng hộ. Cho nên không tâm đắm nhiễm. Sinh ra rối loạn. Nguyên nhân của mất đoàn kết là do phạm giới, phá giới. Thế cho nên còn cái việc là mũi lưỡi rồi, thân này xúc chạm. Sư thấy cái khổ trên thân này, khi ta quán biết thân vô thường, khổ vô ngã, tứ niệm xứ thì ta phòng hộ được thân. Ta không còn chướng ngại, thích thú, chướng ngại. Không còn thích thú, không còn chướng ngại. Rồi ta khéo léo thiện xảo tu. Ví dụ trời nóng thì mình ngồi, ngồi mình tùy thuận, mình ngồi mình bảo hôm nay trời nóng, mồ hôi, bệnh tật sẽ, mồ hôi sẽ đi ra, bệnh tật sẽ theo mồ hôi đi ra. Thì tự nhiên cái nóng nó vơi đi. Thiện xảo mà. Thiện xảo thì bệnh tật nó đi ra thật. Trời nóng bệnh tật đi ra thật. Hôm nay trời lạnh, ta ngồi thiền, ta ngồi chơi giữ thân ấm, ta nghĩ hôm nay trời mát không nóng như mùa hè. Tùy thuận mà. Phòng hộ thân là mình không ham muốn chăm sóc, không ham muốn cho cái chạy theo dục lạc thân xác này. Không ham muốn nằm chỗ cao lớn, không ham muốn sức nước hoa, không ham muốn gì. Không ham muốn xoa đấm bóp về cái tâm thân nó an lạc. Nhờ quán khổ vô ngã, vô thường, nhờ tu tập định thư giãn mà thân an lạc, tâm thanh thản. Cho nên các pháp được buông bỏ, không còn chấp thân kiến. Cho nên thì thân không ưa xúc chạm. Mũi lưỡi, mắt tai, mũi lưỡi thân, ý mà. Cái ý nghĩ của mình đắm nhiễm, mình tham cái gì, mình sân cái gì, mình phải quán biết. Tất cả là khổ vô ngã, vô thường, mình buông xả. Trở về cái tâm thư giãn thanh thản. Để cho bốn xứ thanh tịnh, thân thọ tâm pháp thanh tịnh. Cho nên gọi là phòng hộ. Tứ niệm xứ, hành thiền tứ niệm xứ cũng đồng nghĩa độc cư. Độc cư cũng đồng nghĩa tu tập phòng hộ. Độc cư là đệ nhất pháp. Mình ham muốn chạy ra ngoài nói chuyện. Mình biết nhàm chán. Vì cái tâm ly tham không ưa ái chạy ra ngoài nói chuyện. Chứ người chạy sang thất người này người kia nói chuyện là cái người đã phóng dật rồi. Tham lam không xả rồi. Vì còn ham muốn. Bao giờ cái miệng không muốn nói thì tịnh chỉ ngôn ngữ chuyện. Mình ngồi trong thất mà mình không muốn đi nói chuyện, mình tịnh chỉ dần ngôn ngữ, mình mới nhập được sơ thiền. Mình không ham muốn bàn cái gì này cái kia. Không còn ham muốn bàn nhiều, không ham muốn nói nhiều. Nghĩ vạn pháp vô thường khổ rồi. Mình buông xả các pháp. Ở đây đến hành trình buông xả, tứ niệm xứ thư giãn. Buông xả, buông sạch, ném sạch. Trưởng lão bảo ném như ném cái giày rách. Kinh sách còn không thèm đọc luôn. Vào thất. Đọc làm chi nữa, ôm làm chi nữa. Vạn pháp vô thường. Buông xuống hết. Thì thân tâm thanh thản, thân nó được an lạc. Nhẹ nhàng không còn đau nhức, mệt mỏi, đau đớn. Hơi thở tâm định trên thân, hơi thở thanh thản an lạc. Bốn niệm xứ thanh tịnh. Nên độc cư đệ nhất pháp. Tu tập tứ niệm xứ. Cái này khó tu à. Ngồi trong thất đi trong đó sống một mình có yên không? Người thường đấy mà không tu ấy, cho vào trong thất kia một ngày nhảy ức chế khó chịu nhảy ra liền. Người ta vui với chính bản thân người ta, vui với tâm thanh thản, vui với thân an lạc, vui với hơi thở quay vào trong. Vạn pháp vô thường buông xuống hết. Quán các pháp là khổ, tôi biết tôi hít vô. Quán xét như vậy, các pháp là khổ, tôi biết tôi thở ra. Vạn pháp vô thường, tôi biết tôi hít vô. Vạn pháp là vô thường, tôi biết tôi buông xuống hết, ném hết. Ham muốn nói chuyện, ném sạch, vứt hết. Ném như ném giày rách, không có cái gì thuộc về ta.
nó mới tiến vào chánh định, nó mới có bảy giác chi, nhờ buông bỏ pháp bốn xứ thanh tịnh, thân này an lạc, tâm này thanh thản, thân thọ, thọ này được hỷ thọ an vui, thân đều nhẹ nhàng vui tươi, và các pháp không tấn công, các pháp không có khổ, cho nên nó có bảy giác chi, có trạch giác chi, có niệm giác chi, định giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, có bảy giác chi. Cho nên phát sinh trí tuệ, nhờ có sống trong thanh thản an lạc bảy giác chi này mà nó phát sinh trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ mình biết mình đã giải thoát. Cho nên bảy giác chi là món ăn của tam minh. Cho nên cái việc mà không tu tập đúng ấy, mà mình không có hiểu ấy, không có người dẫn dắt ấy, không có chú sư tu hành đúng ấy. Có chú sư tu hành không có thầy dạy đúng ấy, thì cũng sai. Vô ích mà thôi, chú sư sẽ thành cái chuồng nhốt trâu nhốt bò. Hàng trăm cái thất sẽ thành nhốt trâu nhốt bò. Mà có thầy dạy đúng mà không có chú sứ, không có thất tu hành thì lấy chi mà tu. Cho nên chúng ta phải hiểu, trưởng lão mới khuyên người tu chứng đạo xong rồi, các con phải chung lưng đấu cật mà lập nên những khu chuyên tu nho nhỏ. Ngồi đó nói dóc với nhau, giảng đạo với nhau, sao tu được. Cho nên thầy mới phải lập cái làng nguyên thủy này. Có thầy trò Phật tử cư sĩ, thầy không có giữ cái gì. Thầy trò Phật tử cư sĩ đồng lòng nhất trí, lập làng với nhau để sống an vui, để tu tập và giúp đỡ người tu tập như một cái người công dân bình thường trong xã hội. Nhưng mà là một công dân bình thường trong xã hội, nhưng nó không phải là công dân bình thường, mà nó là công dân hoàn thiện, công dân kiểu mẫu, công dân đức hạnh, công dân tốt lành và công dân gì? Công dân vô lậu, công dân yên bình, công dân hòa bình. Cho nên sư phải hiểu, trưởng lão bảo khi nào có làng nguyên thủy mọc lên là chánh pháp sẽ được gì? Được hồi sinh. Không hiểu mục đích trưởng lão bảo lập làng nguyên thủy là gì. Thế bây giờ muốn lập làng nguyên thủy nó khó đấy. Nó khó đấy, để quy tụ được sức mạnh. Nó khó đấy, mình phải có lực. Có lực ở đây không phải là lực tiền bạc, mà đây là có trí lực, có đạo lực. Đạo lực, có trí tuệ thông suốt này. Chứng đạt thật sự, có đạo lực. Cho nên cứu giúp được người mà người sẽ tri ân. Người sẽ tri ân và nhờ đức hạnh của ta mà họ bên ta. Ta sẽ đủ sức mạnh lập nên đại nguyện. Cho nên xem cái thư của thầy Thông Lạc viết cho thầy Thanh Quang đó, thì sư đọc lại sư sẽ biết. Thầy Thông Lạc dặn gì sư sẽ biết. Không có đức thì không làm nổi đâu, không có trí tuệ không làm nổi đâu, không có đạo lực không làm nổi đâu, không mình tự phá thì người nó cũng phá. Mà tự mình phá mình là chính, vì mình không có đạo lực thì mình phá mình. Cho nên bao nhiêu người cứ lập lên thì lại hỏng, lập lên lại hỏng, bỏ của chạy lấy người, chạy tứ tán khắp nơi vì chúng ta không có đạo lực. Chúng ta không kiên trì, nhân lại không có sức, định lực. Chân không như đá tảng, tâm đức không tròn đầy, ý chí không vững vàng, đạo lực không uyên thâm, không có kinh nghiệm dạy người. Cho nên nó cứ loạn hết cả. Rồi phe phái lẫn nhau, rồi bên này bên kia nhòm ngó lẫn nhau. Cho nên chúng ta thông suốt con đường thì nó đúng là như vậy. Chứ chúng ta không gì, không phá giới, chúng ta không chấp thủ, chấp chết. Trưởng lão bảo đến chánh pháp còn phải buông, cũng chi là tà pháp. Tu là để cho cuối cùng mục đích của ta là tâm bất động trước cảm thọ và các ác pháp. Không phải cái nhè cái giới luật đó ra mà đè lên đầu mình, đè lên đầu người. Tu mà như thế thì tu không thành cái trại tù, trại tù nhốt mấy ông phạm nhân. Không có gì, sát sinh, hả? Mấy ông tù nhân mà. Tà dâm nhốt người ta vào đó, vào thất đi, giữ bằng ý giới cho tôi. Ai phạm giới tôi trách phạt, quát nạt. Thế thì biến cái tu viện thành cái nhà tù, không có giảng dạy, không có hướng dẫn thực hành, không có gì tri kiến giải thoát, không có tâm lực đạo lực, không có thông suốt, không có hiểu đặc tướng chúng sinh, không có chỉ được cho người hết khổ. Hôm nay người ta tu theo mình, người ta thấy thanh thản rồi, mai người ta tiến lên một tí, tiến lên một tí, người ta mới có lòng tin, người ta mới không nghi ngờ. Cho nên những người được thầy thành tâm theo thầy tu, thầy cứu chỉ đường cứu giúp hết khổ, người ta mới nghi ngờ thầy đâu, vì người ta thực tu theo thầy. Hàng trăm gia đình đây, nhà tư đây, nhà tư tránh đây, tận Đắk Lắk đây.
Nhờ có thầy cuộc sống này gia đình an vui, tâm hồn thanh thản, gia đình con cái hiếu hạnh. Cuộc sống người ta càng ngày người ta càng tin đạo Pháp. Hàng trăm người hết bệnh khổ người ta mới tin giáo Pháp. Hàng trăm người hết khổ sầu người ta mới tin giáo Pháp. Hàng trăm gia đình đứng trước, sắp đứng trước cảnh tù tội mà được thầy chỉ đường cứu thoát ra. Hàng trăm gia đình sống trong cảnh bất an được thầy chỉ đường cứu thoát ra. Người ta mới có lòng tin nơi Pháp bảo, Phật bảo, Tăng bảo. Cho nên ở đây là mình phải lấy đạo lực, đạo đức. Mình phải tu tập thông suốt giới định tuệ. Mình phải chứng đạt thật sự. Chứ mình không chứng đạt mình mù mờ. Mình là một người mù rồi. Mình lại dắt một đoàn người mù đi theo. Trưởng lão bảo một người mù dắt một đoàn người mù đi xuống hố, làm khổ mình, khổ người. Có khi ôm lấy cái tu viện còn khổ hơn cái ông nông dân. Thích uy quyền mà. Thích uy quyền ôm lấy cái tu viện chùa chiền còn khổ hơn ông nông dân. Thầy có về Thái Bình này bảo vị sư trụ trì, sư tu thế nào khổ lắm. Chùa tôi con ở con khổ lắm thầy ạ. Cái sư ni, thế cô ở cô khổ, cô ở làm gì? Tu theo Phật mà lại khổ thế. Khổ thế tu thì gì? Về nhà đi. Tu mà còn khổ tâm, khổ tướng thế. Tu là phải tâm thanh thản, thân an lạc. Trăm công ngàn việc mà vẫn vui tươi như không. Gánh thiện pháp trên vai mà nhẹ như gối bông tây. Thầy làm trăm công ngàn việc đấy, tư thấy không? Thấy lúc nào thầy cũng mỉm cười không? Thầy trăm công ngàn việc, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu phen lăn lộn, bao nhiêu phen sóng gió, bao nhiêu cái khổ ập xuống. Đứng trước thì có lắm lúc còn mọi người còn loạn hết cả lên. Nhưng thầy lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng thanh thản, lúc nào cũng mỉm cười động viên các con. Mà thầy chân thầy vững như đá tảng, hai tay thầy xoay chuyển càn khôn liền. Thầy không có sợ hãi gì hết à. Thầy lúc nào cũng vui tươi à. Sống thôi chết bỏ, thầy không cần thiết. Đã xả thì phải xả sạch. Trưởng lão mà phải xả sạch. Đến bây giờ sư nên nghe lời trưởng lão. Trưởng lão đã dặn sư như thế rồi. Sư ra được đến đây rồi à. Sư hãy từ bỏ những cái trốn lao sao đi. Từ bỏ chạy theo cái danh đi. Mình cứ chạy theo cái danh mãi mình không thành thì mình giết mình. Nay tụ tập a dua chỗ này, hội này hè kia, chúng này chúng kia, mai sư theo con đường đó, sư ẩn ở đó mà sư tu. Sư tu đến ngày thành, thầy Pháp Lưu sẽ trợ duyên cho sư. Nếu sư quyết chí một đường, sư tu xong một 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm đi chăng nữa. Còn trong cái quá trình sư tu tập thì thầy Pháp Lưu sẽ trợ duyên. Trợ duyên cho sau này sư quy tụ, sư quy tụ điều lành, sư lập làng nguyên thủy đó. Nếu thành sự sư sẽ lập làng nguyên thủy đó. Bởi vì không thành sự khó đấy. Học cái bài của thầy Thanh Quang nhé. Khó đấy. Chúng ta phải lấy đó làm bài học cho mình. Đấy, thầy Thanh Quang đấy. Chúng ta không có nói cái gì nói thì phải nói thật. Phải thương thầy. Nghĩ mà thương thầy Thanh Quang. Cuối đời nằm bê bết. Ung thư phải truyền máu, có đi được đâu. Xin máu Phật tử để truyền. Chúng ta cứ phải nói thật ra, sao phải khoe mà. Thầy thị tịch thế này thế kia thầy, để vì cái danh của chúng ta. Cái gì nó không đúng phải nói ra để cho chúng ta biết. Thương thầy ấy, cả đời tôi theo trưởng lão cuối cùng làm việc thì không thành. Không thành sự, không đủ lực. Mà gì, tu thì cũng thế. Cuối đời ở chẳng được, chết không xong 4 năm trời. Xin máu Phật tử nằm mới biết khổ mình khổ người. Có làm chủ được đâu. Chết thì chết chứ. Lấy máu chúng sinh làm chi? Không ăn thịt chúng sinh thì xin máu chuẩn chi? Chết thôi, ông nằm bất động cũng chết chứ. Sợ chi? Chết thôi, nằm bất động chết sao nào? Về với Phật sao nào? Là một sa môn cơ mà. Chứ có phải người phàm đâu. Cái chỗ này là cái chỗ hỏng ăn à. Ông còn lại còn thích chứ. Ban này bệ kia. Mình đi bằng chân mình. Quy tụ quần chúng. Đi bằng chân mình. Đào tạo cho người, giúp đỡ cho người. Phước thí cho người. Thì mình sẽ là một vị gì? Vị tự lập. Tự xây bồi công đức cho mình.
cho người. Chứ mình không xây, không xây thì không xây, toàn ngồi phá thôi, toàn làm ngược lời trưởng lão thôi. Tiêu phước của trưởng lão đi xong lại ăn cái phước của trưởng lão, lấy phước lão của trưởng lão để sống, hội họp với nhau để mong người ta cúng dường. Xong rồi là tu thì không tu, làm ra phước thì không làm, toàn phá đi thì dần dần nó hết phước chứ sao. Không còn ai tin nữa thì hết phước chứ sao. Đã lấy phước của trưởng lão để sống, để mua sắm rồi, để sống khoe danh khoe lợi rồi, sống thế này thế kia rồi, lại còn không làm ra phước, không cứu được người, không tự mình chỉ đường cứu người để hết khổ, rồi người ta hết phước dần. Hết phước dần thì mình rớt, rớt thì hết phước thì thôi, hả? Không còn phước nữa, không còn đức nữa, tan nát thôi, chánh pháp chìm thôi, hả? Chìm hay không là do ta, do những người gì? Người phá sản, người con bất hạnh, vì người làm con bất hạnh, bất hiếu cho nên là tự phá lời cha rồi, tự sống theo A-dua, theo người rồi sống giống đại thừa rồi phá sản, hả? Phá sản thì thôi, hết phước. Mất đi phước của cha mình, dựa vào danh cha mà lại không làm. Phải tự mình tự lực, đi bằng chân mình, không dựa vào cha và mẹ mới là người con bất hiếu, con có hiếu. Người con gì? Hiếu hạnh. Dựa vào cha không làm không ăn, người con bất hạnh, bất hiếu. Thầy cũng thế mà trò cũng thế thôi. Trò thì phải biết xây dựng công đức, cùng thầy lập đại nguyện. Thầy thì phải biết gì? Tạo phước đức, dạy trò nên người. Đó mới là thầy, bên thầy học đạo, thầy trò mới là tương ưng. Trò thì không tu, thầy thì không biết dạy. Sao thầy không biết phước thí, không biết bố thí? Có tiền có của thì giữ khư khư ấy, lo cho mình để danh lợi. Không biết bố thí, không biết bố thí tài vật, cũng không biết bố thí, không biết bố thí pháp làm sao, không dạy được người hết khổ. Trò thì bất hiếu, bất hạnh, không nghe lời thầy, rồi không chung sức chung lòng với thầy, không chuyên tâm tu tập, không biết công đức chánh pháp. Làm sao mà chánh pháp nó không chìm cho? Thầy không ra hồn thầy, trò không ra hồn trò, làm sao chánh pháp không chìm cho? Cho nên nó mới thành gì? Hổ lốn một mớ, mớ này mớ kia ngồi tranh cãi với nhau, cuối cùng chẳng ông nào thầy. Sư cứ nhìn lại chúng ta, chúng ta có cái sai cái xấu, chúng ta không việc gì phải giấu thiên hạ cả. Nói thật ra, chính vì họ biết cái thật của chúng ta, cái sai của chúng ta mà chính họ mới là người trưởng thành. Cho nên đại thừa mà họ hiểu ra ấy, trưởng lão nói ra ấy, là để giúp đại thừa, bởi vì ngài vốn biết ơn đại thừa. Vì có đại thừa, có thầy Thanh Từ mới có trưởng lão. Trưởng lão thương anh em huynh đệ, thương thầy mình, trưởng lão mới nói ra. Nói ra vì tình thương. Thế bây giờ chúng ta phải sống làm sao có tình thương. Khi đại thừa họ hiểu ra ấy, họ quay lại ấy, đúng con đường ấy, thì xin lỗi các nguyên thủy nhà chúng ta nhé. Các vị cứ ngồi đấy mà chấp, vị ngồi đấy mà cãi nhau, vị cứ ngồi đấy mà hiềm tị nhau, rồi cứ chấp thủ vào cái đó, cau cau mặt mày vào với nhau. Đại thừa người ta chứng đạo trước, đại thừa người ta quay về con đường trước, người ta chứng vô số rồi mình, người ta giải thoát rồi. Các vị cứ ham chứng đạo ngồi đấy mà hô là với nhau. Các vị ham chứng đạo, thấy ai nghe nói chứng đạo một cái là lao sao, ông này ông kia bắt đầu nhòm ngó ganh tị, bắt đầu nó ham chứng đạo đến cái si mê. Sao mà nó lại tham quả A-la-hán đến cái mức si mê như thế, say mê như thế. Nghe thấy ông này ông kia chứng đạo rồi, chấp chặt vào cái từ chứng đạo rồi, bắt đầu bài bác, bắt đầu xích mích, bắt đầu chứng thì chứng là việc của người ta, mình tu chứng đi. Hả? Mình học theo người ta đi, không học được, học thì học, không học được thì thôi. Ai chứng thì của người ta, ai chứ của mình đâu. Không khác gì cái một ông phàm phu mà thấy những nhà khác giàu thì lao sao. Thằng ấy sao nó giàu thế? Trong khi mình vẫn gì? Vẫn nghèo. Giàu thì làm ăn đi. Sao ngồi đó tranh cãi nhau? Sao mà vô minh thế? Xong rồi ham chứng đạo, ham cái quả La Hán, không cho ai làm La Hán hết. Sư nhá, cái học trò này chúng ta nó không cho ai làm La Hán hết. Nó ai cũng phải như ông thầy Thông Lạc. Nó chấp đến hình tướng, nó chấp hình tướng đến cái mức mà nó bỏ tu theo thầy Thông Lạc mà chứng quả La Hán thì phải giống thầy Thông Lạc. Thế giả sử như mà thầy Thông Lạc
mà bị thọt chân ấy, mà đi thọt thập thiễng ấy, nó cũng phải, các la hán phải đi thập thiễng hết, nó chấp tướng mà. Thầy Thông Lạc giảng đạo hay hắng giọng, có khi nó cũng bắt chước hắng giọng. Thầy Thông Lạc bê bát thế nào, bắt bê bát thế. Nó không biết tùy pháp, tùy trí, thiện xảo, tu hành. Nó không biết tự quay vào trong, không biết bản thân nó là ai. Thầy Thông Lạc đi kinh hành chứng đạo, nó chắc nó cụt chân, nó cũng cố đi kinh hành. Thầy Thông Lạc đi khất thực chứng đạo, nó cụt hai tay, nó cũng cố khất thực, lắp tay giả để khất thực đi tu hành. Vô minh đến cái mức lạ kỳ chấp tướng. Thầy Thông Lạc nói thế nào nó cũng bảo nói thế. Nó chấp, nó ngã mạn. Ở đây là nó biên kiến. Trưởng lão bảo cái gì cũng coi thầy mình là nhất nhất, không muốn cho ai hơn. Cho nên sinh ra cái tâm biên kiến. Biên kiến rồi thì sinh ra chấp trước, thì sinh ra tà kiến. Tâm tà kiến mà nó tăng trưởng ngã mạn. Tăng trưởng ngã mạn đấy. Dục vọng nổi sinh đấy. Là không cho ai thầy mình. Nó lại còn bảo cái ông Pháp Lưu bây giờ lại còn chuyển hóa được cho đại thừa. Ông Pháp Lưu giỏi hơn thầy Thông Lạc á. Nó đem thầy ra làm thước ngọc khuôn vàng. Chấp chặt vào đó để nó không nghĩ. Mỗi người một duyên phận. Mỗi người một đặc tướng. Mỗi người bằng một khả năng khác nhau. Chứ đâu bó đũa còn có cái ngắn cái dài. Không hiểu gì cả. Ông này có cái đặc tướng, ông Xá Lợi Phất cùng đức hạnh, cùng tu giải thoát như nhau. Ông Xá Lợi Phất, ông có cái tài của ông ấy, cái đặc tướng của ông ấy. Ông Ca Diếp có cái tài của ông ấy. Ông Tu Bồ Đề có cái tài của ông ấy. Mỗi người có một đặc tướng khác nhau. Nhưng mà cùng chung con đường, ông Tổ chung là ông Tổ nào? Ông Tổ giới định tuệ. Nhưng mỗi ông nó có một khả năng, ông tu nhanh, ông tu chậm. Ông khả năng làm việc này, ông khả năng làm việc kia khác nhau. Sao ngồi so bì với nhau? Trưởng lão cái niết nhất nhất, trưởng lão phải là Phật, trưởng lão phải là không có ai hơn. Trưởng lão làm sao giỏi bằng ông Xá Lợi Phất? Trưởng lão giỏi làm thầy nhìn thầy biết. Thầy xem thầy biết. Trưởng lão không thể giỏi bằng ông Ca Diếp được. Trưởng lão không thể đức hạnh bằng ông Ca Diếp. Tu chứng đạo như nhau nhưng cái hạnh đầu đà không bằng ông Ca Diếp. Trưởng lão không thể giỏi giang bằng ông Tu Bồ Đề, thiện xảo nhanh bằng ông Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề chi kiến từng sát na nhanh chóng hóa giải nhân duyên đau khổ. Trưởng lão tu dạy 10 ngày người ta có khi 1 tháng người ta hết bệnh. Biết đâu đấy thầy Pháp Lưu dạy có 3 ngày hết bệnh sao? Tự chứng kiến trước mặt chưa? Dạ dày đến đây thầy dạy có 7 ngày hết. Sư cô Lâm Minh đau đớn tột cùng thì ung thư sắp chết ngáp ngáp ở sau hôm nay hết đau rồi. Có người khớp gối đến đây thầy dạy có ngày hết khỏi à? Ở đây tùy từng đặc tướng con người ta, tổ chung là giới định tuệ, con đường bát chánh đạo, nhưng mà thì mỗi ông có một cái cách khác nhau. Mỗi ông có một tài năng khác nhau. Cứ chấp chặt vào trưởng lão cái gì trưởng lão ông trưởng lão không cho ai hơn trưởng lão hết. Có cái mặt có thể trưởng lão không đa văn bằng thầy Pháp Lưu, nhưng có thể về cái con đường giới hạnh kham nhẫn thầy Pháp Lưu không bằng trưởng lão. Sao đem ra so? Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Miễn làm sao thầy Pháp Lưu cứu được người hết khổ, thầy Pháp Lưu làm đúng công đức, thầy Pháp Lưu sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thầy Pháp Lưu chứng minh bằng thật, ông chứng minh ông nói ông pháp bảo của ông tốt lành, ông nói ông chứng chi đạo pháp, ông liễu chi, ông nói ông chứng đạo thì ông dạy người hết khổ, ông dạy đi. Nên mọi người nói mình đúng mình sai trưởng lão bỏ, các ông xem đấy, tôi không đúng mà tôi giúp bao nhiêu người hết khổ à? Pháp của tôi không kỳ diệu mà sao bao nhiêu người hết khổ ư? Bao nhiêu người giải thoát khổ đau ư? Bây giờ thầy Pháp Lưu nói thế, tôi dạy không đúng, tôi không chứng đạo, tôi không dạy đúng. Mà bao nhiêu người theo tôi 2 năm nay hết khổ, được vui tươi, được hết bệnh tật khổ sâu. Cuộc sống làng quê thanh bình, yên lặng chuyên tu thế này ư? Các ông cứ chấp vào quá khứ, cái ông Pháp Lưu đến ngày hôm qua còn gì?
con xấu xa thế này thế nọ, các ông thường kiến. Một ngày người ta hôm trước hôm sau nó đã khác rồi. Dòng sông hôm nay có bên lở mai bên bồi. Mọi vật trôi đi vạn pháp vô thường, sao các ông chấp vào đó? Vô minh đến cái mức như thế. Hôm trước người ta làm tướng công sau thành Phật đó, chấp à? Cái trưởng lão ngày xưa tu theo thiền tông đấy cũng chấp à? Cái ông thông lạc ngày xưa tu theo thiền mà phái nó chấp đó. Cái xưa ông thông lạc tu theo thiền tông bây giờ lại tu theo nguyên tủy, nó chấp đó, chấp quá khứ của trưởng lão đó. Ông thông lạc còn về với cha với mẹ với em, ông thông lạc sống tại gia đình, ông thông lạc thế này thế kia, ông thông lạc thì đại thừa mà, nửa đại thừa nửa này nửa kia. Nên cái việc đó là ngu si vô minh đến cái mức không, chính trong nhà chúng ta ngu si vô minh chứ đừng nói người ngoài. Chúng ta đấy, ta ngu dốt đấy. Chúng ta tu sai đấy. Cho nên trưởng lão mới chán nản đến tột cùng. Ngày chán ngày không muốn dạy nữa, ngày đóng cửa thất ngày không dạy. Buông bỏ. Ngày viết sách ngày để lại thôi. Để lại cho đời, hy vọng có những cái bậc đời sau hiểu ra mà tu chứng đạo, mà chỉ đường cho người, chứ ngài nói rồi. Ngài buông cái lời nói, buông bỏ hết, ngài chính thức ngài buông bỏ hết, ngài nằm ngài chờ xem có ai tu chứng không. Nhưng cuối cùng ngài phải thốt lên: tôi dạy đạo các vị tu sai hết, không có lấy một ai. Căng lắm thì cũng chỉ chứng đến cái gì? Chứng đến cái chánh kiến, thậm chí còn chưa chứng được. Chứng đến cái bậc thánh ấy thôi, chứ chưa thể chứng quả La Hán được. Cho nên người ta ham thích cái quả La Hán, cứ nghĩ đến cái quả La Hán nó cao siêu, nó kinh khủng lắm, tôn sùng lắm. Cái chủ nghĩa tôn sùng mà, cái chủ nghĩa lập dị mà, nghĩ tôn lên. Trưởng lão bảo các con đừng có đặt thầy lên đài sen mà ngồi mà ngắm, tu đi để biết quả A-la-hán là gì. Bây giờ cứ nghĩ là A-la-hán là cái gì đó chứ, cái A-la-hán là hết sức bình thường. Ta gọi người trưởng lão chưa hẳn đã xuất gia. Tu gốc nghiệp lành này phân biệt ở chánh hạnh, nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh, bỏ các hạnh ưa ác, đây gọi là trưởng lão. Bao giờ trong thân tâm ta hết các hạnh ưa ác, tiến sâu thiền định, xa lìa nhân quả, à, sống thanh thản an lạc vô sự. Cư sĩ cũng có thể, tu sĩ cũng có thể không phân biệt. Tu sĩ thì đi cửa xanh, sống ly bỏ phàm tục, sống đức hạnh của cư sĩ, tu sĩ, còn cư sĩ sống dưới đức dưới hạnh của cư sĩ. Cho nên trưởng lão mới phải viết thêm cuốn sách những nẻo đường tu học của người cư sĩ, dành cho cư sĩ tu chứng đạo. À, trưởng lão chu đáo đến mức như thế mà vẫn còn không hiểu, vẫn còn mù mờ, chẳng rõ bát chánh đạo là gì, chẳng biết tu làm sao, không có ai nói cho mình biết. Trưởng lão, cái đặc tướng của trưởng lão giảng thì trưởng lão bảo thầy không có duyên độ người. Khi ông Pháp Lưu nói là trưởng lão không có duyên độ người giải thoát, nó bảo ông Pháp Lưu này láo quá, dám nói mình hơn trưởng lão. Thầy Pháp Lưu có nói mình hơn trưởng lão đâu, mà thầy Pháp Lưu nói lại lời trưởng lão. Trưởng lão nói thế chứ thầy Pháp Lưu nói đâu. Mà thầy Pháp Lưu nhìn thấy trưởng lão không có duyên độ người thật. Bởi vì nghe ngài giảng thì biết ngài giảng nó dài dòng khó hiểu, ngài giảng nó lan man, ngài giảng nó lặp lại lặp câu lặp từ, ngài giảng nó không gãy góc. Bởi vì cũng như một cái người làm thợ giỏi nhưng không làm thầy được, bởi vì không biết gì trình bày cho nó gì thấu suốt. Cho nên Đức Phật bảo kẻ khéo thuyết pháp Như Lai trên đời khó gặp. Rồi ngài xoay trở nhiều việc nó cũng không có được nhanh nhạy. Đức Phật bảo kẻ biết xoay trở cho chánh pháp trên đời khó gặp. Nên chúng ta cứ đúng là chúng ta phải tôn quý trưởng lão. Trưởng lão là một bậc tuyệt vời. Thầy Pháp Lưu luôn kính trọng trưởng lão, biết ơn trưởng lão, nhờ có ơn trưởng lão mà bây giờ thầy Pháp Lưu có ngày hôm nay được sống thanh thản, an lạc, vô sự, giải thoát. Chứ thầy Pháp Lưu cũng chẳng nhận mình là A-la-hán làm cái gì. A-la-hán để làm cái gì? A-la-hán để làm gì? Mà các vị đem ra bài bác, thầy Pháp Lưu chẳng bao giờ cảm nhận, cho không thèm. Mà các vị cứ đem ra nào, các vị còn bài bác nhiếc móc A-la-hán gì? A-la-hán Ngọc, A-la-hán ông Pháp Lưu, A-la-hán này,
các vị tâm nó nhỏ nhen, nó hèn kém. Chúng ta đấy, ngay chúng ta với nhau thôi đấy, chúng ta trong chúng nguyên thủy với nhau mà nó còn như thế, huống chi là người ngoài hả sư? Nó không thông suốt, không thông suốt những gì cần thông suốt, không dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, không tu tập những gì cần tu tập, nó không hiểu đặc tướng của mình ra làm sao, mình còn khiếm khuyết cái gì, mình còn cái gì, nó không soi xét chính mình, nó không quay vào trong, nó chạy theo cái danh, chạy theo tham chứng đạo mà chạy theo cái danh, chạy theo cái danh là hán đó, nó làm khổ chính nó rồi làm bất hòa trong chúng, nó gây ra rất nhiều chuyện phiền toái, tự làm khổ mình khổ người. Suốt ngày miệng nói không làm khổ mình của người, nhưng vì cái danh A-la-hán mà làm khổ lẫn nhau. Ngã mạn tăng thượng, chia bẻ kéo cánh, làm đủ chuyện. Chúng ta đấy, chúng ta xấu lắm đó. Sư cứ xem, sư cứ đi hết mà sư ngó lại mà xem. Thầy Pháp Lưu nói không sai cái nào. Thầy Pháp Lưu đi nhiều rồi, gặp nhiều rồi. Chán nản rồi, lắm lúc còn không thèm gặp, không muốn gặp nữa rồi. Nói thật với sư nè, thầy Pháp Lưu mà cứ nghe thấy là đến đây thăm mà bảo học trò thầy Thông Lạc, tôi là học trò thầy Thông Lạc đấy, chán oạt luôn. Họ dính cái chấp kiến, biên kiến, thủ kiến quá nặng. Thôi sống hào hà ái, vị có hiểu ra cái gì vì hiểu, không thèm chia sẻ luôn. Chia sẻ các vị cũng sẽ chấp vào đó. Mà thầy Pháp Lưu có khi đi chỗ khác rồi. Bởi vì thấy họ không có tương ưng, họ không hiểu nổi đâu. Lâu nay họ như cái đống sét gì, họ trói chặt vào rồi, mà đã bị tưởng tri trói chặt thì khó bề mà thoát ra. Họ cứ chấp vào đó, hở ra là chấp, chấp kinh lắm đấy. Cho nên các vị sư, các tông phái khác họ bảo tôi thôi, ông tu theo thầy Thông Lạc à? Họ tránh luôn. Thế bảo sao thầy cứ tránh thế? Nó bảo học trò ông thầy Thông Lạc như quỷ ấy. Học thầy Thông Lạc, học trò thầy Thông Lạc như đầu trâu mặt ngựa, đụng đến thầy của họ là họ chửi luôn đấy, không cần thần họ đánh đấy, không thần họ nhiếc bóc, không thần họ nó kinh lắm, nó chủ nghĩa tôn sùng, nó cái danh kinh lắm, cho nên tránh xa nó ra, nó buồn đến mức như thế. Làm sao chúng ta tu mà đến bây giờ nó lại xấu xa như thế? Thật sự Đức Phật sống hòa ái với Bà La Môn, Đức Phật sống hòa ái với các tông phái khác, sao bây giờ chúng ta khổ thế? Sao bây giờ chúng ta lại hèn kém thế? Sao bây giờ chúng ta lại ghê gớm thế? Nó nhìn thấy một ông sư đại thừa đi qua là người ta tu thì mời người ta đến nhé, sư nhé. Mời người ta đến tu viện để mà làm khách, chia vui hoặc là tưởng niệm trưởng lão mà. Họ niệm mỗi câu A-di-đà Phật, mời khách đến nhà nhé. Quan niệm A-di-đà Phật, tất cả trợn mắt lên, mắt chữ A, mồm chữ O, há hốc, cũng bắt đầu khinh bỉ người ta. Ông bắt đầu coi người ta là cái này cái kia, coi người ta không phải con người nữa, không phải tu. Nó tệ nạn, nó tệ hại đến cái mức như thế. Sau nó còn cắt bỏ cái đoạn đi, không cho về video nữa. Thầy biết tâm ý hết, chứ sao biết. Những con người chúng ta quá thấp nhàn. Mời khách đến nhà, người ta theo phong tục người ta, thì mình phải tôn trọng chứ. Hả? Đã là hòa ái, thầy ở đây ông tịnh độ đến, ông niệm Di Đà, A Di Đà Phật chào kệ nhờ. Nhưng mà rồi ta chia sẻ họ sẽ hiểu, ta gần gũi chia sẻ họ sẽ hiểu. Ông mặc tịnh độ, mặc thiền tông, mặc nhờ, miễn làm sao tôi với ông ngồi với nhau, chia sẻ điều lành với nhau được. Sao chấp trước vào đó, làm con người mà tu nói xả mà xả không, cái đó không xả nổi. Chấp kiến, đoạn kiến, thường kiến, biên kiến, tà kiến, sở kiến, cái gì cũng kiến hết. Cho nên ở đây có tu sinh Đại Hùng xách cái buồng chuối, mọi người cứ ngồi chuối này chuối kia. Đại Hùng ở đâu có chuối chín thì ở đó có ý kiến, nắm ý kiến vừa thôi, nắm chấp kiến, đoạn kiến, thường kiến, biên kiến, ngồi đó mà tranh nhau rồi. Tôi chặt thế này, anh chặt thế kia. Tôi xách buồng chuối thì các vị chỉ biết tôi xách thôi. Cái việc đấy của tôi, của các vị đó. Nên Đại Hùng nó nhắc khéo, nó đùa vui, nó nhắc khéo đấy. Các vị hiểu ra. Thế cho nên ở đây chúng ta cứ ngồi chấp trước với nhau, không sống được với nhau. Không sống được với nhau cho ra cái hồn con người, nói gì mà làm la hán nữa.
nói gì làm Phật nữa. Có sống như thế thì nó mới là tinh thần đạo pháp, nó mới là nước mới sữa hòa với nhau, nó mới sống hòa ái được với nhau, nó mới chia sẻ điều lành được với nhau, nó mới đi trùng cùng về một con đường. Mình có đẹp người ta mới theo chứ, mình không đẹp thì nó theo mình chứ. Nó ngồi nó nhìn nó bảo cái đám học trò nhau thấy thông lạc như đầu trâu mặt ngựa ấy, mà thực sự nó như họ nói đúng, họ chửi chúng ta đúng, thầy thấy thầy pháp lưu thấy họ chửi chúng ta đúng, cho nên không ai theo chúng ta. Theo làm gì? Ông bỏ được mê tín thôi, ông theo ông bỏ được cái mê tín tốt rồi à, ông biết được phân biệt được đây là đạo chánh pháp, đây không phải chánh pháp rồi, đúng rồi, ông nhẹ phần rồi. Nhưng ông lại chấp vào à, chấp vào cái mà ông coi là thượng đế của ông à, ông ôm lấy cái danh thầy mình, ôm lấy cái tông phái mình, sinh tăng thượng ngã mạn, không sống được với ai. Nhưng cuối cùng tu theo thầy thông lạc chẳng sống được với ai, thành cái người lập dị, thành cái người ức chế, thành cái người điên khùng. Tu sai hết mà, hiểu sai giới luật rồi, đã đành rồi, còn tâm tính nhỏ nhen không xả, chừng tham danh, tham chứng đạo, tham làm la hán, tham chứng đạo, chừng lão một cái tội là tội tham chứng đạo, tham giải thoát, hò nhau lên xong bày đặt rồi cũng phe cánh rồi. Đại thường người ta đạo tràng sinh hoạt rồi, mình cũng đạo tràng sinh hoạt rồi, cũng hô hào tông phái rồi, cũng lập cái này cái kia, cũng lập tông này phái kia rồi, cũng thế. Sống làm sao cho người ta nể, người ta đi theo mình, họ vẫn là đại thừa, nhưng mà họ đi theo mình đến cái lõi cây của họ là chánh pháp, họ vẫn là y áo đại thừa, họ vẫn là con người đại thừa, mà họ biết tôn trọng mình, họ biết kính quý mình, họ đi theo mình, họ sống giải thoát như mình, thì họ là đại thừa giải thoát. Đại thừa có lõi cây giải thoát, sao phải chấp vào đó? Vì chẳng qua vị muốn người ta theo với cái danh của mình, nên người vì bắt người ta bỏ đại thừa, bắt người ta bỏ y áo đại thừa, bắt người ta bỏ cái gì chùa chiền đại thừa, sống nó nhỏ nhen hả, phải không sư? Cái mục đích của con người là mục đích như Đức Phật dạy, tất cả các pháp lấy cái gì làm lõi cây? Lấy giải thoát làm lõi cây, chứ lấy cái hình tướng của ông làm lõi cây à? Cái gốc mai hoa nó đẹp trẻ, cái lõi nó xem nó sống bằng cái gì chứ? Hàng năm hoa mai nở hay trẻ gốc mai già mà. Hoa mai đâu chẳng thấy lý ấy rõ chánh tà. Chánh tà là ở trong cái tâm của mình, cái đức hạnh của mình. Người ta mặc đại thừa mà người ta đức hạnh, thì người ta còn hơn mình mặc nguyên thủy mà mình xấu xa, quế ác. Thế Đức Phật mới bảo các bà la môn là ta cũng như một bà la môn đạo hạnh. Ông là bà la môn mà ông biết sống theo ta, học theo cái tốt đẹp của ta, thì ông chính là một bà la môn giải thoát. Đúng không? Lời Đức Phật nói, mà ta cứ phải là chấp trước vào đó. Đây là chấp giới, thủ chấp giới, mà tà kiến, biên kiến, chấp kiến, đoạn kiến, thường kiến. Cái tâm 62 loại tà kiến nó không rụng, không xả sạch, không thông suốt chân lý và gì, không biết hộ trì chân lý, không biết thông suốt những gì cần thông suốt, không biết dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, cũng không biết tu tập những gì cần tu tập. Cho nên mãi nó như cái con kiến ấy sợ. Con kiến nó bò quanh quanh cái miệng chén, nó không thoát ra được. Thế nó bò mệt rồi, bắt đầu nó rơi vào trong cốc nước. Nó dừng chân tại chỗ và nó không tiến lên được. Nó không tài nào thoát ra được. Cho nên đây là đáng buồn, sư nhé. Ta thông suốt rồi ta đáng buồn, đáng thương. Ta thấy nó tội tình, thương. Mình phải làm cái gì đó, thay đổi đi. Quay lại đúng con đường 8 lớp bát chánh đạo, quay lại đúng cái lộ trình giới định tuệ, quay lại đúng cái con đường. Tu tập cho nó thoải mái, vui vẻ tu tập, thoải mái tu tập. Sống cho nó đúng chánh nghĩa, sống cho nó đúng. Chấp cái gì cũng chấp vào. Cái đạo đức, cái giới đức giới hạnh thì không không ôm vào, cứ ôm cái tà kiến. Ôm cái giới luật, đội giới lên đầu, lấy cái giới luật không khác gì một cái thùng phi sữa. Họ biến cái giới luật thành cái thùng phi, họ chụp lên đầu họ. Họ ngồi trong cái thùng phi, tối tăm. Chứ họ có lật ngửa cái thùng phi, họ nhảy vào cái thùng phi đấy để họ đi qua sông đâu.
lấy giới làm bè qua sông rồi. Nói thế để cho sư dễ hiểu. Cho nên sư về đấy sư tập vào thất mấy hôm, sư sống thảnh thơi, sư buông bỏ, sư quán biết thân này là khổ, quán biết tứ niệm xứ khổ, vô ngã vô thường, những cái gì bên ngoài buông xuống hết. Sống thảnh thơi mấy hôm bên thầy Pháp Lưu xem nó ra làm sao. Tu tập tứ niệm xứ xem nó ra làm sao. Ngồi chơi thảnh thơi, đi chơi thảnh thơi, ngồi quán biết khổ vô ngã vô thường, buông xuống hết để giữ tâm thanh thản an vui. Rồi có lẽ mấy ông thợ đang gọi, hôm nay chia sẻ với sư đây, sư cái đây ăn vui mấy hôm đi. Sư nhớ lời trưởng lão dặn, trưởng lão dặn sư là đúng đó. Nên sư ra đến đây rồi, sư trở về sư cứ đúng cái đó. Bớt tụ tập đi, ta sống ta tu trên đôi chân ta, bớt tụ tập, bớt bàn bạc đi, bớt hội họp nhóm nhất đi. Sư đó thì thầy Pháp Lưu trợ duyên, thầy Pháp Lưu trợ giúp sư đằng sau. Sư cứ thế mà một đường sư đi, chắc chắn sư thành và sư sẽ quy tụ được mọi điều lành. Cái khu đó là trưởng lão đã ước như thế rồi. Bây giờ trưởng lão dặn dò như thế thì sư ra đến đây rồi, sư cứ theo con đường trưởng lão, trung thành với trưởng lão, xả đi. Cái gì xả được xả hết đi. Mình sống như thế là tốt rồi. Sư cứ thế mà sư thành tựu dần dần thôi. Tích phước mà, có đức có phước. Thóc đâu bổ câu đấy sư không có lo. Ta có trong nhà có thóc không lo đâu. Sư cứ thực hành pháp cho nó chứng đạt đi. Nỗ lực thực hành cho nó chứng đạt đi. Kinh nghiệm đầy mình đi. Một tướng giỏi là phải tướng có nhiều vũ khí. Sư ạ, tướng giỏi phải tướng có nhiều vũ khí, có nhiều quân lương. Mình phải có kinh nghiệm thiện chiến, lão luyện chiến trường. Sư không có lo cái việc ấy. Ngày chúng ta ấy đây thôi, sư cứ ở đây nghỉ ngơi, sư về trong an vui. Có gì thì thầy Pháp Lưu sẽ đằng sau lưng sư. Sư đừng có nghe ai. Người đời ganh tị, ganh ghét, nhiều kẻ giảm pha, mệt người. Sư ạ, nghe những cái lời giảm pha nó mệt người ra. Cô Thanh An, cô đi cho nó đàng hoàng. Cô sống cứ sao phải nhút nhát thế. Cô tập đi nghiêm trang của một cư sĩ. Đi chúi 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 chúi.